Ok, và ngày hôm nay là buổi đầu tiên nên chúng ta sẽ cùng nhau học về N5 mọi người nha. Đi từ cấp độ dễ nhất, N5. Hãy, buổi 1. Hãy, chào mô chí càng desu kara, kyou no chugyo hajimete ikitai to omoimasu. Sau sốc, bên kyo shimashou. 1 番, watashi no heya wa kono nani-nani no 2階 desu. Hãy, mô ichido desu ne. Watashi no heya wa kono nani-nani no 2階 desu. 1, elevator. 2. プール3. エアコン4. アパート皆さんの答えは何番ですか? Phòng của tôi nằm ở tầng 2 của căn hộ này. はい、いいですね。quá xuất sắc. はい、じゃあ答えは4番です。アパート。アパート chính là căn hộ. Đúng rồi ạ. Rồi, ở đây mình sẽ có chủ ngữ là 私の部屋は căn phòng của tôi, đúng không? Còn 2階 chính là tầng 2, chính xác. Và như bạn Bảo Long có dịch này, thì căn phòng của tôi ở tầng 2 của căn hộ này. Rất là hợp lý rồi đúng không mọi người? Các bạn khác có chọn 4 không nhỉ? Ok, ですね. 1 番, elevator, chúng ta sẽ hiểu là cái gì nhỉ? Cái thang máy, đúng không nào? Thang máy. Số 2, プール chính là bể bơi. Và số 3, aircon là gì mất lớp mình nhỉ? Aircon chính là cái điều hòa đúng không? Nhà ai cũng có. Ok, tsugi desu. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu số 2 cả lớp nhé. 2 番, table ni osara to hashi o nani nani kudasai. Hay. Trong câu này thì mình sẽ có một ngữ pháp đó là VT kudasai đúng không? Cả bốn đáp án là bốn động từ đã được chia sẵn sang thể T rồi. Nhiệm vụ của các bạn là chúng ta sẽ tìm một từ vựng phù hợp nhất với ý nghĩa của câu này nào. Hay. Table ni osara to hashi o nani nani kudasai. 1. 並べて2取って3食べて4洗ってはい皆さんの答えは何番ですか ?OK ですね。どう đáp án chính xác chính là 1番並べて ý nghĩa là gì mình nhỉ? Lớp mình nhỉ? 1番並べます là động từ xếp đúng không? Sắp xếp ấy. Đó, ở đây chúng ta sẽ có như sau nhé. Table là cái bàn đúng không nào? Osara là đĩa, hashi là đũa và người ta đang sai là vete kudasai, một câu ra lệnh sai khiến đúng không nào? Hãy xếp gì nhỉ? Xếp đĩa và đũa lên trên bàn đi. Giống như các bạn hiểu ngữ cảnh là đang dọn cơm đúng không? Mẹ có thể sai là con hãy dọn con hãy sắp xếp đĩa với cả đũa lên trên bàn đi, chuẩn bị ăn cơm thôi chẳng hạn này. いいですか? わかりましたね. Ok, rồi. Số 2, tote. Đố các bạn biết là chia của động từ ra đấy. Động từ gì chia thành tote nhỉ? Và mang nghĩa là gì? Torimasu, đúng không? Torimasu, hay. Torimasu thì có thể là lấy này, có thể là gì nữa nhỉ? Chụp ảnh đúng không? Shachi no torimasu. Hay là mình sai lấy muối đi, đúng không? Chi o tote kudasai, đúng không? Lấy giúp tôi lọ muối. Số 3, tabete. Động từ này dễ quá rồi. Tabete là ăn đúng không? Gohan o tabete kudasai. Ăn cơm đi. Và cuối cùng, arate là của động từ araimasu, nghĩa là rửa đúng không? Có thể là rửa mặt này. Kao o araimasu, rồi là rửa rau chẳng hạn này. Yasai o arate kudasai. Hiểu chưa mọi người? Xin hãy sắp xếp đũa và đĩa lên trên bàn. Hãy ii desu yo long san. Ok, 3 bảng desu. Hãy 3 bảng mite kudasai. 3 bảng ikimashou. 今日は500何々泳ぎます。今日は500何々泳ぎます。はい。4 đáp án bên dưới sẽ là 4 đơn vị đếm đúng không? 1 độ 2 bằng 3 mê tô được 4 gram. Hay. Ở đây chúng ta có một gợi ý đó chính là về động từ đúng không? Oyogimasu là bơi, bơi thì người ta sẽ tính theo khoảng cách đúng không? Là mét chẳng hạn này. Đó. Vì vậy mình sẽ hiểu là gì nhỉ? Ngày hôm nay thì tôi bơi 500 gì? 500 mét chính xác. Mê tô được là đơn vị mét. Ok. Số 1, độ. Độ là để đếm gì nhỉ? Độ ở đây là đơn vị để đếm nhiệt độ đúng không? Ví dụ như là hôm nay 30 độ chẳng hạn. Kyo wa 30 do desu ne. Thế còn số 2, chữ bang. Bang của mình là số đúng không? Ví dụ từ lúc nãy chúng ta nói khá là nhiều. Ichi bang, ni bang, san bang đúng không nào? Còn số 4, từ gram. Gram là gì mọi người nhỉ? Gram chính là gram, đơn vị để đếm trọng lượng đúng không? Hay. 1 gram, 2 gram, vân vân. Gram to imasu ne. Ok, tiếp theo câu số 4, nhông bảng. Basu wa jikan ga nani nani kara chikatetsu de ikimashou. Hay. Basu wa jikan ga nani nani kara chikatetsu de ikimashou. Hai. Minasan no kotae wa nanban desu ka? 1. Kakarimasen. 2. Kakarimasu. 3. Arimasu. 4. Arimasen. Hai. Phan Huy Vũ, 1 番の人ですね. Bạn Vũ rất là nhanh, bạn chọn được số 1 rồi này. Các bạn khác chọn số mấy nhỉ? Ơ Vũ sáng phân vân giữa 1 và 2 à? Vừa 1 vừa 2 hả? Trong câu này thì chỉ có hai động từ là kakarimasu và thể phủ định của nó và động từ arimasen thôi đúng không?
Đúng rồi, Trần Thị Hà My, bạn dịch là Tốn. Bạn Minh Tâm chọn 4. Bạn Hà My chọn 1. Cùng một câu mà có khá là nhiều đáp án khác nhau rồi đấy nhở. Bạn Bảo Long chọn 2, Kakadimas. Ok, rồi chúng ta sẽ cùng nhau phân tích câu này tại sao mà mọi người lại chọn nhiều đáp án khác nhau như thế nhá. Đầu tiên đó chính là bác sự chính là cái xe buýt của mình đúng không? Xe buýt này. Tiếp theo, chi cẳng chính là từ thời gian và thật ra nó có thể đi được với cả hai động từ này luôn. Nếu là kakadimas thì sẽ là tốn thời gian, mất thời gian đúng không? Thì xem các bạn. Rồi, các bạn xem câu này là khẳng định hay phủ định nhỉ? Vì đi xe buýt tốn thời gian cho nên mình hãy chi katetsu de, các bạn có nhớ không? Đấy là chỉ cách thức phương tiện đi bằng cái gì? Ikimasho, cái đuôi này là ngữ pháp gì mọi người nhỉ? Là rủ rê đúng không? Chúng ta hãy cùng đi bằng gì? Chi katetsu chính là tàu điện ngầm đúng không nào? Vì vậy đáp án là nhi bằng desu, kakadimasu đúng không ạ? Vì chúng ta hiểu là đi xe buýt nó rất là tốn thời gian ấy mọi người, lâu ấy đúng không? Thế cho nên các bạn này mới rủ nhau là hãy cùng nhau đi tàu điện ngầm nhé. Còn số 1 thì là thể phủ định rồi đúng không? Nó không phù hợp với ý nghĩa của câu này. Số 3 và số 4 là động từ có thời gian. Ví dụ như là vì không có thời gian nên tôi không nấu cơm thì chúng ta mới dùng là arimasen đúng không? Chỉ càng ga arimasen kara ryo ryo shinai. Được chưa mọi người? Ok. Rồi chúng ta đi tiếp câu số 5, go bảng. Hay. Go bảng desu ne. Kyō wa nani nani ga futte imasu. Kyō wa nani nani ga futte imasu. 1 gumori. 2 hare, 3 kaze, 4 yuki. Hai. Cả bốn đáp án thì đều là danh từ để đảm bảo được vị trí danh từ đứng trước gác. Ok. Tiếp theo là các bạn có thể dựa vào gợi ý ở đây là động từ futte imasu. Furimas nghĩa là gì lớp mình nhỉ? Đấy thì chỉ có một đáp án duy nhất đi được với động từ furimas, động từ rơi như thế này thôi. Hai. Nam vàng desu ka? Có tài và y desu ne, có rất là nhiều bạn comment này. Bạn Tấm Chi chọn 4, Đạt Nguyễn Đức đúng không? 4. Bạn Đông Trần cũng 4. Ok desu ne. Vì vậy là tất cả các bạn đều làm đúng rồi. Yon vàng desu. Yuki, chính xác. Yuki là gì nhỉ? Yuki ở đây sẽ có nghĩa là tuyết đúng không nào? Và câu này cũng đơn giản thôi. Hôm nay thì trời có tuyết rơi đúng không nào? Hôm nay tuyết rơi đấy. Hãy. Còn kumori, kumori là gì? Kumori, mây đúng không? Ví dụ hôm nay trời có mây kiểu âm u ấy mọi người thì chỉ là kyō wa kumori desu ne. Hãy. Ni bảng hare. Hare là trời. Trời nắng đúng không nào? Kyō wa haremasu. Hãy. Yon bảng kaze. Kaze là gió đúng không? Gió thì nó hay đi với động từ là fuku mọi người nha. Fuku, fukimasu chứ không phải là furimasu desu ne. Vì vậy là các bạn có thể học theo cụm từ, mình biết gió là cái gì rồi, vậy gió thổi là gì đúng không? Biết tuyết là gì rồi, vậy tuyết rơi là gì? Đó, mình rất là khuyến khích các bạn hãy học từ vựng theo cụm từ thay vì học từng từ đơn lẻ. Thì trong quá trình mà chúng ta biết nó ghép với động từ hoặc tính từ là gì ấy, thì mình cũng sẽ phản xạ cai van nhanh hơn này và đi thi mình cũng sẽ làm đúng xác suất nhiều hơn, đúng không? Hãy ikimasu. Tsugi, roku ban. Roku ban desu ne. Mai ban terebi no nani nani o mimasu. Hãy. Mai ban terebi no nani nani o mimasu. 1 note, 2 radio, 3 news, 4 posto. Hãy, nam bang desu ka? Rồi, số 3 news, bạn Nguyễn Nhật dịch là thời sự tin tức. Ok. Hãy, mỗi lần tôi đều xem tin tức trên tivi. Mỗi lần hả? Mai bang là từ gì nhỉ? Mai bang chính là mỗi tối, hàng tối chứ, đúng không? Rồi, vậy câu này dịch lại như sau. Mỗi tối thì tôi đều xem news là tin tức thời sự ở trên TV. Ok, đấy. Rồi, vì sao ba đáp án còn lại sai này? Thì chúng ta sẽ cùng nhau dịch nghĩa nhé. Số 1, noto chính là quyển vở, đúng không nào? Quyển vở, đúng rồi. Số 2, radio chính là cái radio thôi, cái đài ấy mọi người. Còn số 4, posto. Posto là gì nhỉ? Posto thì có thể là cái hòm thư của mình này, đúng không? Posto. Ok, đi tiếp nha mọi người nhá. Câu số 7 nào. Toshokan no hon o nani nani. 1. Oshimashita. 2. Kaeshimashita. 3. Kaerimashita. 4. Owarimashita. Ở đây mình sẽ có một gợi ý chính là cái từ hon, đúng không? Các bạn đều biết rồi là quyển sách. Vậy động từ gì đi với sách nhỉ? Toshokan là gì nữa nào? Hai wakarimasu ka? Ja, kotae wa janjan 2番 desu. Kaeshimashita. Hai, so desu ne. Rồi, tất cả mọi người đều chọn 2, chính xác quá. Rồi, trả sách của thư viện, chính xác. Động từ kaeshimasu sẽ có nghĩa là trả, đúng không? Ví dụ như trả tiền này, trả sách này. Thì câu này sẽ là trả sách của thư viện. Toshokan desu ne. Đáp án số 1, oshimashita là của động từ gì mọi người nhỉ? Oshimashita chính là oshimasu là ấn, nhấn, bấm. Ví dụ như các bạn nói là ấn nút chẳng hạn thì sẽ là botan o oshimasu, đúng không? Botan o oshimasu. Số 3, kaerimashita là của động từ
Kaerimasu chính là động từ về, đúng không? Ví dụ mình muốn nói là về nhà. Uchi ni kaerimashita. Tôi đã về nhà rồi. Còn số 4, owarimashita là động từ gì nhỉ? Kết thúc, đúng không nào? Ví dụ công việc đã kết thúc rồi. Shigoto ga owarimashita. Có dễ không ạ? Hai. Hai, ikimasu ne. Tiếp theo, câu số 8. 8番. Nani nani desu kara? Chikae ikanai de kudasai. Rồi, một ngữ pháp nữa cực kỳ điển hình của N5 luôn. Đó chính là ve nai de kudasai. Lúc nãy thì mình đã có thể khẳng định là VT kudasai, hãy làm gì rồi, đúng không? Thế bây giờ phủ định của nó chính là nai de kudasai đấy mọi người. Xin đừng làm ve, đúng không? Vậy đừng làm gì đây? 1. Abunai. 2. Itai. 3. Oki. 4. Toi. Hãy. 4 đáp án đều là 4 tính từ đuôi y, đúng không nào? 4 tính từ đuôi y. Rồi, để phù hợp nhất với ý nghĩa của câu này thì các bạn sắp xếp lần lượt và hoặc là sử dụng phương án loại trừ nhé. Descara cũng là một ngữ pháp cực kỳ quen thuộc rồi, chính là thể hiện mối quan hệ nguyên nhân kết quả vì, đúng không? Vì chấm chấm chấm. Xin đừng làm gì? Hay. Ok desu ne, chính xác đáp án là ichi abunai. Abunai thì sẽ mang nghĩa là nguy hiểm, đúng không nào? Vì vậy chúng ta sẽ dịch lại cả câu nhé. Vì nguy hiểm cho nên đừng đi xuống hầm nhé. Chika các bạn còn nhớ không? Hầm, đúng không nào? Đáp án số 2, itai, ita, ta là đau, đúng không? Ví dụ như nói đau bụng thì các bạn nói được chưa nhỉ? Onaka ga itai desu, đúng không? Onaka ga itai desu. Số 3, oki là chỉ kích thước, đúng không? Kích cỡ rất là to, ví dụ căn phòng này to quá. Kono heya wa oki desu ne. Rồi, số 4, tooi. Tooi là chỉ khoảng cách cự ly, đúng không? Chính là xa ấy. Ví dụ từ nhà tôi đến nhà ga thì rất là xa. Watashi no uchi kara eki made tôi desu. Đó, các bạn nhớ là trong quá trình chúng ta học từ vựng ấy thì mình sẽ cố gắng thành lập thành một câu ví dụ đơn giản thôi, ngắn gọn thôi. Nhưng các bạn thấy không ạ? Trong câu đấy mình đã cố gắng sử dụng được rất là nhiều các từ vựng hoặc là ngữ pháp khác rồi. Thì như vậy mới là hiệu quả trong việc học hơn đấy ạ. Tiếp theo nào mọi người, câu số 9, Q bảng. Kono kamera de watashi o nani nani kudasai. Kono kamera de watashi o nani nani kudasai. 1. Katte. 2. Matte. 3. Totte. 4. Motte. Hãy. Tiếp tục là 4 đáp án được chuyển sang thể T rồi. Hãy. Ý nghĩa phù hợp nhất cho câu 9 là gì mọi người nhỉ? Camera là chiếc máy ảnh, đúng không? Rồi. Nani nani. Te kudasai. Hãy. Nam bằng desu ka? Hãy. Ii desu ne. Rồi mọi người dịch giúp mình câu này được không? Sam bằng là gì nào? Hãy. Totte thì có nghĩa là torimasu. Chụp, đúng không? Liên quan tới máy ảnh thì chắc là chỉ có chụp ảnh thôi, phải không nhỉ? Vì vậy câu này mình sẽ hiểu là hãy chụp ảnh tôi bằng chiếc máy ảnh này nhé. Được nè, ví dụ các bạn nhớ ai đó là à, chụp cho tôi bức ảnh bằng cái máy ảnh này nhé, được không? Ok không mọi người, hiểu chưa ạ? Các bạn có biết những động từ còn lại số 1, số 2 và số 4 mang nghĩa là gì không? Để có thể hiểu nghĩa chính xác nhất thì các bạn có thể là chuyển sang thể mắt sự hoặc là thể đựng trước khi nó chia sang thể T xem sao. Ừ, rồi, katte là của động từ kaimasu, đúng không? Thì mình sẽ có là mua. Katte, kaimasu, mua. Số 2, matte là của machimasu, chờ đợi, đúng không? Còn số 4, motte là của mochimasu, cầm nắm. Đúng rồi, rất tốt nha. Hay. Ikimashō, Jiu bảng. Rồi một nửa rồi mọi người ơi. Đó, mỗi hôm một tiếng chúng ta sẽ cùng nhau học về 20 câu quan trọng nhất, gọi là thông dụng nhất của mỗi cấp độ luôn mọi người nhá. Câu số 10 này, Jiu bảng. Saka no nani nani o shimasu. Saka no nani nani o shimasu. 1. Senshu. 2. Renshu. 3. Koto. 4. Sports. 何番ですか? Ồ, lại là một câu mà có quá nhiều đáp án khác nhau. 50-50 đúng không? Một nửa chọn 4, một nửa chọn 2. Đương nhiên đáp án của chúng ta thì chỉ có một thôi, và đó chính là đáp án số 2. 2 番ですよ. 2 番ですね. Tại sao lại là 2? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Đầu tiên, saka có nghĩa là bóng đá rồi. Shimasu là động từ đúng không? Vậy chúng ta sẽ hiểu là chơi bóng đá, luyện tập bóng đá. Mà luyện tập thì mình có từ gì nhỉ? Renshu, đúng không các mình? Renshu o shimasu là luyện tập, tập luyện, đúng không? Còn các bạn chọn 4 thì chắc là mọi người đang bị hiểu lầm rồi. Từ sports thì có nghĩa là thể thao. Chúng ta ví dụ như là bạn thích môn thể thao nào nhất đi, đúng không? Sports de nani ga ichiban suki desu ka? Đúng không? Hoặc đơn giản là bạn có thích thể thao không thôi. Sports ga suki desu ka? Còn lại số 1 và số 3 không ai chọn vì các bạn loại được ngay, đúng không? Dịch ra là đã loại trừ được rồi. Số 1 từ senshu thì sẽ mang nghĩa là tuần trước, đúng không? Senshu. Còn số 3, koto. Koto là cái gì nhỉ? Koto á, cái áo, đúng không? Ví dụ mặc áo chẳng hạn này. Koto kimasu. Đấy. Các bạn mà vừa chọn nhầm số 4 mọi người hiểu hơn chưa?
Rồi, đi tiếp nha. Câu 11. Rồi, đừng đi lên vết xe đổ nữa nha. 11 phải làm đúng cả lớp này. Chắc chắn 100% phải chọn đúng này. Rồi, ok, đáp án của câu 11 này, tất cả mọi người đều chọn đáp án số 2. Ừ, gọi taxi đúng rồi. Ồ, có hai bạn chọn 1 nha. Rồi, ok, thì bây giờ chúng ta lại đi phân tích xem tại sao 1 và 2 mọi người lại phân vân nhiều đến thế á. Nhi bảo, rồi chúng ta sẽ phân tích từ đáp án đúng trước nhá. Yonde là được chia của động từ yobimasu, có nghĩa là gọi, đúng không? Có một số bạn đã comment được cách dịch rồi, chính là hãy gọi taxi. Được chưa nào? Yobimasu là gọi, gọi taxi, gọi tên, vân vân. Còn số 1, notte là được chia từ động từ norimasu, có nghĩa là leo lên. Các bạn hay dùng là densha ni norimasu này, basu ni norimasu, đúng không? Chúng ta đi tàu hay là đi xe buýt. Vậy các bạn đã nhận ra tại sao mà mình chọn nhầm chưa? Chính là do trợ từ, đúng không? Ở đây trợ từ của mình là u, vì vậy mình sẽ chọn động từ là gọi taxi. Còn nếu trợ từ là nhị thì các bạn có thể chọn đáp án số 1 được, là động từ leo lên xe, đúng không? Thì mình sẽ dịch là đi tàu, đi xe buýt, đi taxi thì mới đúng được nha. Các bạn chọn một nhận ra chưa? Đấy, vì vậy là chúng ta cần phải để ý một chút xíu về cái mặt trợ từ nữa. Và thông qua những cái câu như thế này thì các bạn cũng sẽ kaiwa sẽ đúng hơn, tự nhiên hơn. Số 3 và số 4 không ai chọn này. Tốt tệ là động từ, lúc đấy mình có dịch là lấy đúng không? Hay là chụp cũng được. Còn số 4, át tệ là có thể chia từ động từ arimasu, có này, hay là imasu, gặp, đúng không? Ok, hãy ikimasu. 12番. Rồi, câu tiếp theo, câu số 12. Ừ, so desu ne, lên ni xuống ố, vào ni ra ố nữa, đúng không? Một số câu thần chú mà các bạn học từ sơ cấp đến bây giờ không thể nào quên được. Câu số 12 của mình nào. Sayonara nani nani ashita. 1. Mo. 2. Domo. 3. Mata. 4. Motto. Hai. Mata shita là một cái cụm từ mà ngày nào chúng ta cũng nói, đúng không? Nên chắc chắn câu này không ai nhầm được rồi. So desu ne. Mata shita là hẹn gặp lại ngày mai nhé, đúng không? Sayonara, tạm biệt, đúng rồi. Tạm biệt cậu, hẹn cậu ngày mai nhé, chính xác. Rồi, bây giờ đố mọi người nhá. Số 1, mo. Số 2, domo. Số 4, motto có nghĩa là gì? Và nếu mà được hơn nữa thì mọi người thử lập câu ví dụ dùng những cái từ còn lại đi. Đấy, để xem là chúng ta đã thực sự hiểu bản chất của từ đấy hay chưa? Mình đã vận dụng được nó vào trong câu nói kaiwa của mình hay chưa? Ngủ ngon à? ngủ ngon thì chúng ta có thể dùng là oyasumi nasai, đúng không? Sayonara là tạm biệt, là bye bye thế này này. Đấy. Rồi, chính xác, từ mo, các bạn hay dùng từ moichi do, đúng không? Khi mà mình chưa kịp nghe hoặc là mình không hiểu, moichi do onegaishimasu, lại một lần nữa này. Hay là mo thì hay đi với đuôi âm vê tạ, đúng không? Là đã làm gì rồi, ví dụ tôi đã ăn cơm rồi. Mo gohan o tabemashita, đúng không? Số 2, domo, đúng rồi. Như bạn Lâm có comment là domo arigato gozaimashita, chính xác, nó được dùng trong câu cảm ơn, đúng không? Cảm ơn, domo. Hay thậm chí nó dùng trong lời chào, domo, thế thôi, đúng không? Nó sẽ đồng nghĩa với là chào, xin chào, đúng không? Ừ. Còn số 4, từ motto, bạn Quốc Khánh có lấy ví dụ là motto hayaku netara ii yo, đúng không? Là nên đi ngủ sớm đi, chính xác. Motto gambarimasho, đúng không? Chúng ta phải cố gắng hơn nữa mọi người nhé. Hay. Rồi, đi tiếp. Câu số 13. Hay, 13 nào. Me ga warui desu kara nani nani o kakemasu. Me ga warui desu kara nani nani o kakemasu. Hay. 1. Pen. 2. Koto. 3. Boushi. 4. Megane. Hãy. Hầu hết mọi người đều chọn đáp án số 4 là Megane. Lê Hằng chọn 4, Sang chọn 4. Ok. Lý do chúng ta chọn 4 thì thứ nhất là mọi người có thể dựa vào dấu hiệu là động từ kakemasu, đúng không? Thì chúng ta có luôn một cụm là Megane o kakemasu, chính là đeo kính, đúng không ạ? Còn dịch lên cả câu này thì chúng ta sẽ có một cụm như sau. Desu kara vẫn là nguyên nhân kết quả vì, đúng không? Vì mắt tôi bị mỏi, mắt xấu thì các bạn hiểu là mắt mỏi hoặc là mắt không nhìn rõ đi, đúng không? Nên là phải đeo kính. Megane o kakemasu. Số 1, pen chính là cái bút, đúng không? Hay chẳng hạn như cái này. Pen thì mình sẽ hiểu là pen de kakimasu, đúng không? Viết bằng bút này. Số 2, koto, lúc này chúng ta có nói rồi. Koto là cái áo, đúng không? Áo khoác đấy mọi người. Thì động từ mặc là gì nhỉ? Koto kimasu, đúng không? Koto kimasu. Còn số 3, từ boshi chính là cái mũ, đúng không nhỉ? Boshi là mũ thì mình sẽ hiểu là boshi o kaburimasu. Boshi o kaburimasu là đội mũ. Được không đó mình? Đấy, tương tự như vậy nhá, là các bạn cố gắng mình lấy một câu ví dụ ngắn gọn thôi, đơn giản thôi, sử dụng những cái từ vựng này để xem là mình đã thực sự hiểu bản chất của nó hay chưa. Tiếp theo nào mọi người ơi, câu số 14 nào, 14 nhá. Mainichi nani nani nihongo no benkyo shimasu ka? Một câu hỏi nào. Mainichi nani nani nihongo no benkyo shimasu ka?
Vì là câu hỏi đúng không? Có đuôi cắt, cho nên bốn đáp án bên dưới đều là từ để hỏi. 疑問詞. Hãy zen vợ 1番 desu ne. Ok, chắc chắn rồi. Đáp án của chúng ta là 1番 desu. Hãy どれぐらい. Rồi, どれぐらい nghĩa là gì mọi người nhỉ? Tại sao mọi người chọn đáp án này? Chúng ta thử dịch lên câu văn nhá. Hãy 毎日どれぐらい日本語の勉強しますか? Hãy どれぐらい là một từ để hỏi về khoảng cách và thời gian mọi người nhé. Khoảng cách và thời gian. Vì vậy câu này mình sẽ hiểu là mỗi ngày bạn học tiếng Nhật bao nhiêu tiếng? Được chưa ạ? Bao nhiêu tiếng? Desu ne. Mọi người học bao nhiêu tiếng nào? Ví dụ như là học 2 tiếng thì mình sẽ nói là gì nhỉ? 毎日2時間ぐらい日本語勉強します, đúng không? Hãy, 皆さんは? どのぐらい? どれぐらいですか? Ừ, そう ですね. Số 2, いくつ, nó sẽ có 2 nghĩa nha. Số 2, いくつ thì mình sẽ hiểu là mấy cái, đúng không? Đơn vị đếm chữ mà chúng ta đã từng học rồi. Ngoài ra nha, có một cái cách dịch nữa mà các bạn rất là hay quên, đó chính là hỏi tuổi. Bình thường khi học từ bài 1 chúng ta đã biết hỏi tuổi là gì nhỉ? Oi ikutsu desu ka? Đúng không? Đấy là cách nói mà nó rất là lịch sự bởi vì nó có thêm o ở phía trước. Ngoài ra nếu mà các bạn hỏi tuổi của những em bé thôi, những người mà thấp hơn mình, bé hơn mình thì các bạn chỉ cần hỏi ikutsu desu ka? Đúng không? Cái này là mình rút ra trong quá trình đi dạy ấy. Rất nhiều bạn không biết ikutsu là để hỏi tuổi đâu. Mọi người chỉ biết có mỗi một nghĩa là hỏi bao nhiêu cái thôi. Đấy. Đúng rồi, bằng nansai desu ka đấy mọi người, chính xác. Còn số 3, ikaga. Ikaga là hỏi như thế nào, đúng không? Ví dụ mình cho các bạn một câu hỏi nha. Kyō no jūgyō wa ikaga desu ka? Các bạn nghe được không? Moichi do desu ne. Kyō no jūgyō wa ikaga desu ka? Đó. Các bạn nghe ra không ạ? Đúng rồi, buổi học ngày hôm nay như thế nào? Đấy, thì ikaga mình vừa lấy ví dụ cho mọi người đấy nhá. Ikaga desu ka là như thế nào? Còn số 4, dochira ga? Chưa bạn nào lấy ví dụ câu này nhỉ? Mọi người thử lấy ví dụ đi. Dochira ga? Ví dụ trong những câu so sánh nhỉ, giữa A và B thì bạn chọn cái nào hay là bạn thích cái nào chẳng hạn, thì mọi người thử nghe và trả lời câu hỏi của mình nha. Suika to ringo to dochira ga suki desu ka minasan? Hai, suika to ringo to dochira ga suki desu ka? Nghe ra không? Mọi người nghe được không ạ? Đấy, thì đấy là cái cách sử dụng của dochira ga ấy. Ok, hai, ikimasu. Tiếp theo câu số 15. 15 nào. Kono nani nani wa amai desu ka? Ở đây chúng ta sẽ có tính từ amai, ngọt đúng không nào? Vậy cái gì ngọt này? Ichi, kudamono, trái cây ngọt, quá chuẩn rồi, ok rồi đúng không? Vì vậy không chần chừ, ichi bằng luôn, chọn luôn. Số 2, fuku là cái gì nhỉ? Quần áo đúng không? Quần áo thì không ngọt được, quần áo đẹp, xấu, rách rồi là mới, cũ thôi đúng không? Không chọn fuku nha. Số 3, kagi. Kagi là cái gì nhỉ? Kagi, chìa khóa, đúng rồi. Và số 4, futo, lúc đấy có một bạn chọn ấy. Futo là gì nhỉ? Chúng ta loại trừ được đúng không? Futo chính là cái phong bì, đúng không? Phong bì, futo, desu ne. Được chưa mọi người? Tsugi, 16. Hai, 16 bạn. Ok. Watashi wa Chugoku kara nani nani. Watashi wa Chugoku kara nani nani. 1, imashita. 2, kimashita. 3, tsutomemashita. 4, tabemashita. Ok, câu này thì mình đoán 100% các bạn không ai chọn sai được. Trong giới thiệu bản thân Jiko Sokai mình nói suốt rồi đúng không? So desu ne, kimashita, tôi đến từ Trung Quốc. So desu, nhi bảng. Đó, câu giới thiệu bản thân mình nói nhiều rồi. Watashi wa Vietnam kara kimashita. Hai, Vietnam no Hanoi kara kimashita. Minasan wa dochira kara kimashita ka? Imashita là động từ imas, là thể hiện sự có này, đúng không? Có hoặc là thể hiện sự tồn tại ở đâu đó này. Số 3, tsutomemashita, động từ tsutomemas có nghĩa là mình làm việc hoặc là mình đảm nhận một cái chức vụ công việc nào đó. Còn số 4, tabemashita, dễ quá, động từ ăn, đúng không? Minasan, hidoku hango, tabemashita ka? Watashi wa mada tabete imasen, ima onaka ga suimashita, hai, sukimashita. Hai, tsugi, 17 ban. Câu 17. Những năm gần đây ấy, đề thi GLBT có đưa dạng kaiwa vào trong đề từ vựng và trong đề ngữ pháp rất là nhiều. Mặc dù là vẫn hỏi về từ vựng ngữ pháp thôi, thế nhưng mà họ đang triển khai theo dạng là kaiwa A và B ấy mọi người. Đấy, thì trong quá trình chúng ta học, các bạn ôn thi các bạn cũng sẽ học hỏi được rất là nhiều những cái cách kaiwa đúng không? Rất là hay. Hay, A san. Hajimemashite. Onamae wa B. Tan desu. Nani nani. Hai, đây là một câu chào hỏi bình thường thông thường thôi. Hajimemashite. お名前は、タンです。1、どうもありがとう。2、どうぞよろしくお願いします。3、おやすみなさい。4、わかりません。はい。何番ですか?
chính xác, đáp án của mình là nhị bảng. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Khánh Linh 2, rất tốt. Hay. Câu này là trong câu giới thiệu bản thân đúng không? À, rất vui được gặp bạn này, hay là rất hân hạnh được gặp bạn. Sau đó, onamae wa, muốn hỏi bạn B là bạn tên là gì đúng không? Bạn B trả lời là tôi tên là Tan, Tân chẳng hạn này. Dozo yoroshiku onegai shimasu đúng không? Mong bạn sẽ giúp đỡ nhé, đúng không nào? Hay. Domo arigato thì cũng rất là dễ, chúng ta sẽ dùng khi nói lời cảm ơn đúng không? Số 3, oyasumi nasai được dùng khi mình chúc ngủ ngon đối phương này, hay còn gọi tắt là oyasumi. Còn số 4, wakarimasen, wakaranai, tôi không hiểu gì hết. Minasan, nihongo ga wakarimasu ka? Hai. So desu ne. Tsugi, 18 ban desu. 18 ban ikimashou. Yamada-san wa nihongo no naninani desu. Yamada-san wa nihongo no naninani desu. 1. Kaisha. 2. Sensei. 3. Gakko. 4. Byouin. Hai. Câu 18 nào mọi người. Nam bang desu ka? Hai. Anh Yamada là giáo viên tiếng Nhật. So desu ne. Yamada-san wa nihongo no sensei desu. Là giáo viên tiếng Nhật. So desu ne. Hai. 1. Kaisha. Kaisha là công ty thôi đúng không? À, số 3, gakko là trường học này. Và số 4, byouin là bệnh viện. Hai, ikimasu. 19 bảng. Câu số 19. Ok, chị gái của tôi hiền lành, chính xác. Yasashi, rất tốt. Ane là chị đúng không? Chị gái của tôi là một người yasashi, hiền lành, dễ tính. Số 1, atarashi. Chị gái tôi mới, không nói thế được đúng không? Ví dụ như là cái đồng hồ này mới, hay là cái bảng điện tử này mới. Cái bảng điện tử này rất mới nha, thầy Dũng vừa mới mua đấy mọi người. Atarashi để xíu. Đấy. Còn hiroi, hiroi là rộng đúng không? Căn phòng này rất là rộng. Hãy, konoheya wa hiroi desu nha. Số 3, nagai. Nagai là dài. Các bạn thấy tóc mình dài không? Watashi no kami wa nagai desu ne. Nagai. Đấy. Ok. Câu cuối cùng. Saigo rồi, nhanh quá, đã đến câu cuối cùng rồi. Mọi người thấy nhanh không ạ? Muốn học thêm không? Câu cuối cùng rồi nha, câu 20 rồi nha. Đấy. So desu ne. Tiếp tục chúng ta sẽ ôn về tính từ tiếp. Thì từ kawaii chúng ta nói rồi. Kawaii đúng không? Rất là dễ thương này. Thì chủ ngữ mình sẽ có ototo là em trai, to là và đúng không? Và em gái thì đều rất là dễ thương. Kawaii desu ne. Còn số 2, furui là động là tính từ gì nhỉ? Cũ đúng không? Cái gì cũ bây giờ nhỉ? Cái đôi dép này cũ đi, đúng không? Kono slipper wa furui desu ne, đúng chưa? Số 3, amai. Amai là ngọt, chúng ta cũng nói rồi. Kono kudamono wa amai desu ne. Còn số 4, nagai là dài, tóc dài này. Rồi là cái quãng đường hoặc cái chiều dài nó rất là dài, được chưa? Dòng sông dài, vân vân. Hay, ii desu ne. Nếu các bạn thấy hay thì hãy thả like, đăng ký kênh và bấm biểu tượng giờ chuông để nhận được thông báo khi Dũng Modi có video mới nhất nhé. 21. Kore wa naninani no satsu desu. 1. Kohi. 2. Furansu. 3. Deboto. 4. Pan. Bạn Lịch Nguyễn cũng chọn 2, Yến Nguyễn chọn 2. So desu ne. Câu này là một câu khởi động thôi, chào buổi sáng thôi, rất là dễ đúng không? Furansu là nước Pháp đúng không mọi người? Đấy. Và trong bài 1, bài 2 từ đầu chúng ta học từ sơ cấp ấy, mình đã học một cái sản phẩm nào đấy nó được xuất xứ, xuất phát từ đâu đúng không? Thì đây là cái gì nhỉ? Cái satsu đúng không? Ôi mình vẽ hơi xấu mọi người thông cảm nhá, nhìn chắc không ra cái áo đâu đúng không? Satsu desu ne. Vậy đây là cái áo của nước Pháp đúng không nào? France là nước Pháp. Số 1, kohi, các bạn quá quen rồi, chính là cà phê đúng không? Minasan kohi ga suki desu ka? Watashi wa mainichi ippai nomimasu. Mọi người nhớ nhá là khi mà chúng ta học từ vựng ấy thì mình cố gắng thành lập một câu ví dụ ngắn gọn thôi, sử dụng tất cả những cái kiến thức mà mình có, ví dụ như là ngữ pháp đơn giản này, chữ Hán hoặc từ vựng mình biết, thành lập thành một câu và các bạn cứ liên tục comment xuống bên dưới nhá. Chúng ta sẽ cùng trao đổi giao lưu với đáp án của các bạn khác và mình cũng sẽ check xem có cần sửa ở đâu không thì mình sẽ góp ý thêm cho mọi người. Có được không ạ? Thì chúng ta sẽ học từ vựng bằng phương pháp là lấy ví dụ như thế thì mình sẽ nhớ được câu văn cực kỳ lâu và rất là có lợi trong việc kaiwa ấy mọi người. Ok chưa nào? Nhớ là comment xuống bên dưới nha. Tiếp theo đáp án số 3, debo tội là báo cáo đúng không nào? Báo cáo. Còn pan là bánh mì đúng không mọi người? Bánh mì. Hay. Cái này là áo của Pháp đúng rồi. Đây là áo sơ mi của Pháp. Ok. Tiếp tục câu số 22. Watashi wa asa sawa o nani nani. 1. Hairimasu. 2. Abimasu. 3. Iremasu. 4. Tabemasu. Hay. Câu hỏi về động từ. Đó. Động từ gì thích hợp để đi được với sawa mọi người nhỉ? Đấy, sawao nani nani. Năm vàng desu ka? Bạn Trang Vũ chọn 2, ok. Trần Mai 22 là 2. Tôi thì tắm vòi hoa sen vào buổi sáng. Tắm vòi hoa sen, tôi thì sáng nay tắm bằng vòi hoa sen. Hay. Asa thì nó thể hiện là buổi sáng thôi đúng không? Còn kesa thì nó sẽ cụ thể hơn là vào sáng nay.
So this next. Ok, thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích câu này nhé. Chắc chắn phương án là 2 rồi. Chúc mừng mọi người đều đã làm đúng. Omedetou gozaimasu. Hay. Sawao abimasu là một cụm luôn, có nghĩa là tắm vòi hoa sen, đúng không mọi người? Tắm vòi hoa sen. Còn chủ ngữ là watashi wa, đúng không ạ? Tôi thì thường tắm vòi hoa sen vào buổi sáng. Asa, được chưa nào? Số 1, haidimasu chính là từ vào, đúng không? Nó hay đi với trợ từ nhị, đúng không mọi người? Nani nani ni haidimasu, vào căn phòng chẳng hạn. Số 3, idemasu là cho vào. Hay, cho vào. Một câu ví dụ mà mình hay lấy đó là cho đường vào cà phê. Đấy, thì các bạn sẽ biết là mình sẽ cần tìm trợ từ là gì, đúng không? Rồi là sắp xếp trật tự câu cú như thế nào. Kohi ni sato idemasu. Được chưa mọi người? Các bạn có nghe ra không? Còn số 4, tabemasu thì dễ quá rồi. Ăn, đúng không? Tabemasu. Minasan wa hito gohan tabemashita ka? Chị, chúng ta sẽ sang câu tiếp theo. Câu 23. 23 番. Hachi wo nani nani kaimono ni ikimasu. 1. Totte. 2. Watatte. 3. Itte. 4. Nobotte. Hay, ở đây mình cần tìm một VT, đúng không mọi người? Đi được với Hachi nào. Hachi là cái gì ta? Ok, có bạn Nhung Nhung chọn 2, Bùi Thu 2, Nguyễn Thanh Thảo 2. Hay, bạn Cẩm Sơn 22 chọn 3. Bắt đầu có đáp án khác này rồi mọi người. Tôi đi qua cầu đi mua đồ. Hay, so this ne. Hầu hết 99% mọi người đã chọn được phương án đúng rồi. Đó là ni bằng this ne. Watatte mọi người nha. Watadu. Rồi, cả cụm thì mình sẽ có là hashi wo wataru, chính là băng qua cây cầu, đúng không? Mình đi từ điểm bên này sang điểm bên kia ấy. Còn kaimono ni ikimasu có nghĩa là đi mua sắm, đi mua đồ, đúng chưa nào? Vậy thì cả câu sẽ là tôi đi qua cây cầu và đi mua sắm. Còn số 1, từ totte, ở đây không có chữ Hán thì mình tạm dịch theo hai nghĩa nhé. Thứ nhất, todimasu có thể là lấy, đúng không? Ví dụ, nhờ đứa con lấy cho lọ muối chẳng hạn, shi wo totte kudasai, đúng không? Hoặc nó còn mang nghĩa là chụp. Đó, ví dụ đằng trước mình sẽ đi với từ sashi no torimasu, đúng không mọi người? Thì các bạn càng ngày càng học lên ấy, mọi người sẽ thấy là nếu mà có chữ Hán thì mình sẽ dịch câu văn nó nhanh hơn, nó mượt hơn và mình nhìn xác định nó cũng sẽ nhanh hơn, đúng không? Thế cho nên là bạn nào đang sợ chữ Hán thì đừng có sợ nữa nha. Mọi người hãy tập dần làm quen với việc là mình nhìn thấy nhiều chữ Hán đi, thì sau này càng ngày càng học lên ấy, mình càng thấy hiệu quả của việc có chữ Hán. Đó. Số 3 cũng thế nhá, itte mình cũng sẽ dịch theo hai cách. Số 1 là nó có thể là nói, đúng không? Chia của động từ iimasu thành itte. Ngoài ra nó cũng có nghĩa là đi, đúng không? Nếu mà chữ Hán là ikimasu cũng chia sang thể t là itte, đúng không lớp mình? Còn nobotte thì là động từ gì nhỉ? Leo, đúng không? Ví dụ như là leo núi mọi người nhé. Yama ni noborimasu. Hãy leo núi. Hãy, 次 ikimashou. 24 番 です. Nani nani doko e ikimashita ka? 1. 先月. 2. 明日. 3. 毎晩. 4. Asatte. Hay, bốn đáp án này là bốn từ chỉ thời gian, đúng không? Nhưng chúng ta sẽ căn cứ vào động từ chính của câu, đó chính là về tạm, về quá khứ ấy mọi người, đúng không? Thì chắc chắn mình cần phải tìm một từ đã xảy ra, đã diễn ra trong quá khứ rồi. Hay, bạn Trang Vũ chọn 1. 241, tháng trước bạn đã đi đâu? Bạn Trần Mai 1, Song Hỷ 1. So desu ne, mọi người giỏi quá. Ichiban, sengetsu. Sengetsu là tháng trước, đúng rồi, thì nó sẽ đi với thể quá khứ đâu, đúng không? Tháng trước bạn đã đi đâu đấy? Hay, số 2, ashita là ngày mai, đúng không? Nó phải diễn tả những cái hành động, sự việc diễn ra trong tương lai. Hay, minasan, ashita nani wo shimasu ka? Ngày mai mọi người sẽ làm gì, đúng không? Số 3, maibang, hàng tối hoặc là mỗi tối, đúng không? Nó sẽ diễn tả cái tần suất nhiều, thường xuyên hoặc là thói quen mình làm, đúng không? Mình lại ghi hàng tuần, hàng tối mọi người nhé. Đấy, hàng tối, ví dụ như là maibang nihongo benkyou shite masu, đúng không? Hàng tối tôi đều học tiếng Nhật này. Còn asatte là ngày kia, cũng là một từ chỉ tương lai, đúng không? Ngày kia, ví dụ ngày kia tôi đi du lịch nói thế nào nhỉ? Asatte ryori ni ikimasu. Được chưa mọi người? Cố gắng lấy thật nhiều ví dụ lên nha. Hay. Rồi, có rất là nhiều bạn đã comment phương án câu 25 này. Có bạn Nguyễn Ngọc chọn 4, Trần Mai 4, Trần Vân 4, Trang Vũ 4. Rồi, bạn Nhung Nhung cũng chọn 4. Bạn Nhung Nhung có dịch ra được rồi là đang đội cái nón màu đỏ. So this ne. Hay. Thật ra mình nghe rất là nhiều bạn học viên có than là sao em thấy mấy cái động từ này nó khó thế, đúng không? Nhưng các bạn thử đặt vị trí của mình chi mà mình học tiếng Nhật ý. Mình cũng nói là đội mũ này, đeo kính, rồi là đi vớ, đi giày, hay là mặc quần áo, đúng không? Thì với mỗi một loại trang phục mình có một động từ riêng đi kèm, thì tiếng Nhật cũng vậy thôi, đúng không? Nên là chắc lại một lần nữa là mình phải học theo cụm từ, thì mình không cần phải đau đầu về cái vấn đề này nữa, đúng không? Rồi mình sẽ chữa câu này mọi người nhá. Imoto là em gái này, akai là màu đỏ, boshi wo kabutte imasu là đang, đúng không? Em gái tôi đang đội một chiếc mũ màu đỏ, đúng không nào? Còn totte như chúng ta có nói rồi, nó có rất là nhiều nghĩa, tạm thời mình sẽ dịch là lấy hoặc là chụp trước nhá. Còn kite imasu là mặc, mặc nói chung thôi, ví dụ như là fuku wo kite imasu, đúng không? Mặc quần áo. Còn kakatte imasu là được chia của động từ kakarimasu, các bạn có thể dịch là tốn hoặc là mất, đúng không? Đi với tiền hoặc là thời gian, ví dụ tốn bao nhiêu tiền hoặc là mất bao nhiêu thời gian mọi người nhá.
Ok chưa ạ? Thông cảm mọi người viết trên bảng điện tử nên là chữ hơi xấu nha, chịu khó đọc nha. Ok, rồi chúng ta đi tiếp sang câu 26. Hãy 26, 見てください. Hãy, すみません, 何々 を消してください. 1. エアメール 2. エレベーター 3. エアコン 4. エスカレーター 5. 4 katakana, đúng không? Các bạn nào mà có kinh nghiệm đi thi JLPT nhiều, mọi người sẽ thấy là trong đề thi cũng sẽ có 1-2 câu katakana, đúng không? Katakana. Các bạn có thích học katakana không? Mình thì cực kỳ thích, bởi vì xuất phát là mình học tiếng Anh. Thế cho nên là khi mà mình học tiếng Nhật, mình thấy kiểu như là ồ, thì ra là những cái gì mình học từ tiếng Anh cũng có thể áp dụng vào được tiếng Nhật, cho nên cũng đỡ công học khá là nhiều ấy mọi người. Thế các bạn có thích không ạ? Ví dụ như câu này đi với động từ keshite kudasai. Kesu, đúng nào? Có bạn nào đã nhớ ra nghĩa của nó chưa? Thì mình ghép với danh từ gì phía trước nhỉ? Hai, nam bằng desu ka? Nghĩa câu là gì ạ? Nghĩa câu này đúng không? Ok, chúng ta sẽ cùng chữa và dịch câu mọi người nhé. Hai, so desu ne, eokon desu. Eokon là cái điều hòa, đúng không? Thì câu này mình sẽ gọi là ra lệnh hoặc là nhờ vả đối phương là xin lỗi, hãy tắt cái điều hòa đi nhé. Ví dụ trời thu rồi đúng không? Khá là lạnh lạnh rồi, mình không cần bật điều hòa lên nữa. Thì mình có thể bảo đồng nghiệp này, bảo bạn cùng nhà của mình là tắt cái điều hòa đi giúp tôi, đúng không? Eokon keshite kudasai. Được chưa mọi người? Còn eame đự, cái từ này có mới không ạ? Chúng ta mê đự thì biết rồi đúng không? Nghe nhiều rồi. Eame đự thì các bạn sẽ dịch là thư điện tử mọi người nhé. Eame đự. Còn số 2 và số 4 thì cũng học trong đầu năm, cũng học những bài đầu tiên rồi đúng không? Mình sẽ có từ gì nhỉ? Elevator là cái thang máy. Thang máy nào. Còn escalator là cái thang cuốn đúng không? Thang cuốn mà chúng ta hay đi trong các trung tâm thương mại ấy mọi người. Ok chưa ạ? Ý desu ka? Đó. Cái câu nào hoặc là từ nào mọi người có thắc mắc hoặc là bị quên thì nhớ chụp ảnh lại hoặc là memo nhanh vào trong vở của mình nha. Ok desu. 27. Có dễ không mọi người? Dễ thì mọi người nhớ thả like, thả tim nha. Và lát nữa khi cuối like chúng ta thử tổng kết xem ngày hôm nay mình có được man tiền không, hoặc là mình đúng bao nhiêu trên 20 câu mọi người nhá. Ok, mình bắt đầu đọc bình luận này. Có bạn Trang Vũ chọn 2 rồi, Bùi Văn Trường chọn 4. Hãy cho tôi xuống tàu ở ga tiếp theo. Ừ, số 2 là xuống này. Hãy xuống ở ga tiếp theo. Bạn Thanh Bình cũng chọn 2. Ok desu. Hãy đi với đen trạm tàu đúng không? Mà lại cùng với trợ từ ô nước thì chắc chắn động từ sẽ là oridu. Orite kudasai là xuống tàu đúng không mọi người? Còn sugi no eki de, de là chỉ địa điểm đúng không? Hãy cho tôi xuống tàu tại nhà ga tiếp theo. Hãy chính xác. Số 1, kadiru là vay. Vay hoặc là mượn đúng không? Mượn của bạn, mượn quyển sách này hay là vay tiền. Còn tatte có thể là của động từ tachimasu là đứng. Đứng, đúng không ạ? Tachimasu. Còn số 4, itte như chúng ta vừa nói đấy, nó có thể dịch là đi hoặc cũng có thể là nói tùy vào chữ Hán nhé. So desu ne. Ok, chúng ta đi tiếp được không ạ? 28 là mọi người. Mite kudasai. Sports no naka de yakyu ga ichiban nani nani desu. 1. Shizuka. 2. Jōbu. 3. Bendi. 4. Suki. Hay, bạn Trần Mai chọn 4 rất là nhanh. Bạn Đặng Pháp PN chọn 4, Bảo Long 4, Song Hỷ 4. Hay. Đây là một cấu trúc rất là quen thuộc để nói về trong một cái gì đấy đúng không? Đó là danh từ no naka de nani nani ga ichiban chấm 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 chính là suki desu. Đúng không mọi người? Trong các môn thể thao thì tôi thích nhất là bóng chày. Các bạn có dịch được như vậy chưa ạ? Shizuka mình sẽ dịch là yên tĩnh. Đúng không? Mọi người thử lấy ví dụ liên quan đến những từ vựng này nào. Tôi sống ở một nơi rất là yên tĩnh, đúng không? 今私は静かなところに住んでいます. Ok chưa nhỉ? Số 2, jōbu. Cái này sẽ có hai nghĩa nhé. Nếu mà đi với vật, vật này, thì chúng ta sẽ dịch là chắc hoặc là bền. Hãy, ví dụ như là cái bàn này, nó rất là bền, đúng không? Dùng mãi không thấy hỏng gì cả. Đấy, thì mình sẽ gọi là このつけは jōbu ですね. Jōbu. Còn nếu mà đi với người, người nào, thì mình sẽ dịch là rắn chắc. Đấy, nói về vẻ bề ngoài của người ta rất là khỏe mạnh vạm vỡ ấy mọi người. Anohito wa jōbu desu ne. Ok chưa? Còn số 3 thì cũng dễ thôi ạ. Bendi là tiện. Tiện lợi đúng không? Các bạn thấy konbini ở Nhật rất là tiện lợi đúng không? Nihon no konbini wa mechja bendi desu ne. Ok không ạ? Còn suki là chữ thích đúng không? Là đáp án của câu này. Ichiban suki desu có nghĩa là thích nhất. Hai. Minasan wa sports no naka de nani ga ichiban suki desu ka? Ok, mình đi tiếp này. Câu số 29 mọi người. 見てください. 私の隣の何々をかけた人は鈴木さんです。1. 靴 2. 鍵 3. メガネ 4. 電話. Mình sẽ cần tìm một danh từ, đúng không nào? Danh từ có thể đi được với động từ là をかけた, かける. Hay. Mọi người đang nghiêng về hai phương án 3 và 4 đúng không? Nhưng mà chắc chắn đáp án của chúng ta chỉ có một thôi, đó chính là 3 bảng. メガネをかけた. Cụm từ này chúng ta cũng đã học trong buổi livestream tuần trước rồi, đó chính là từ đeo kính, đúng không? Mình thử dịch luôn câu này nhá. Chủ ngữ mọi người thấy đâu ạ? Wa ga mo thì tận đây cơ, đúng không?
đó là người đeo kính bên cạnh tôi chính là anh Suzuki, hoặc là các bạn có thể dịch ngược cũng được, anh Suzuki là người đeo kính bên cạnh tôi, đúng chưa ạ? Thì megane o kakeru có nghĩa là đeo kính. Số 1, kutsu là giày, đôi giày ấy mọi người, thì nó phải đi với động từ là haku, đúng không ạ? Thì mình mới dịch là đi giày được, kutsu o hakimasu. Còn kagi, thật ra kagi và denwa cũng có thể đi được với động từ là o kakeru được, nhưng mà ý nghĩa của nó đương nhiên là sẽ khác rồi. Kagi o kakeru thì mình sẽ dịch là khóa cửa, đúng không? Bởi vì kagi là chìa khóa mà mọi người, khóa cửa. Còn denwa là gọi điện thoại, gọi điện thoại nhá, mình sẽ viết tắt chỗ này một chút ạ, gọi điện thoại đó. Các bạn đã nhận ra chưa? Câu 30 nào. Hai, bạn Thành Phạm chọn 4, Đặng Phát 4, Song Hỷ 4, Bảo Long bạn có dịch rồi này. Thuốc này thì sau bữa sáng thì hãy uống nhé. Trong quá trình dịch ấy, mọi người cố gắng mình sẽ giản lược những cái rằng thì là mà một chút xíu, đúng không? Thì câu văn của mình sẽ nghe tự nhiên hơn, sẽ mượt hơn nhá. Ok, câu này nào. Kono kusuri wa asagohan no ato ni nani nani kudasai. Liên quan tới kusuri, viên thuốc, đúng không nào? Viên thuốc nhá. Đấy, thì chắc chắn động từ đi kèm sẽ là uống, đúng không? Nomimasu, đáp án là số 4. Nonde, hãy nonde kudasai, đúng không nào? Hãy uống thuốc này sau bữa ăn sáng nhé. Hãy ichi, notte là quả động từ, norimasu là leo lên. Lúc đấy mình có từ xuống tàu, các bạn nhớ chưa? Densha o orimasu, thì lên tàu sẽ là densha ni norimasu, được chưa ạ? Đi với các phương tiện giao thông mọi người nhá. Tabete, hôm nay gặp quá nhiều từ này nhỉ? Có nghĩa là ăn bình thường thôi nhá, không có ăn thuốc, đúng không nào? Còn dekakeru là đi ra ngoài. Hay. Ví dụ đi trước khi đi ra ngoài tôi phải trang điểm, đúng không? Hay là tôi phải sửa soạn tóc tai một chút. Đấy, thì đi ra ngoài nhá, để cà kế được. Ok desu. Hãy tiếp tục câu số 31. Nani nani oto oto to koen de asomimasu. Hãy. To để liệt kê, đúng không? Và hoặc là với ai này. Còn desu là chỉ địa điểm bình thường thôi nhá. Chúng ta sẽ xem nó đi được với phó từ là gì. Ichi, yoku, ni, mo, san, totemo, yon, domo. Hãy. Song Hỷ chọn 1, Bảo Long 1. Ok. Hãy gotai wa ichi desu. Yoku desu ne. Yoku thì mình sẽ diễn tả tần suất là thường. Thường này, hoặc là hay làm về, đúng không? Thì câu này mình có thể hiểu là tôi thường chơi với em trai ở công viên, đúng không? Tôi hay chơi với em trai ở công viên. Thì mọi người nghe cái cách dịch này là sẽ thấy tần suất của nó khá, đúng không? Khá là nhiều, tương đối nhiều. Còn từ mô thì mình hay đi với vê tạ, đúng không? Các bạn học lớp 5 học rồi, phải không nhỉ? Thì đây chính là đã làm về rồi. Ví dụ tôi đã ăn sáng rồi, đúng không? Asa gohan o mo tabemashita. Số 3, totemo là diễn tả mức độ, rất, đúng không? Cực kỳ. Ví dụ rất là ngon, hãy totemo oishii desu. Còn số 4, domo thì mình hay dùng trong câu cảm ơn, đúng không? Domo arigato. Đúng không mọi người? Ok desu. Hãy tsugi 32 nào mọi người. Kino wa atsukatta desu. Demo kyo wa nani nani desu. Hãy. 1, suzushii. 2, nurui. 3, tsumetai. 4, sukunai. Hãy. Demo là một liên từ rất là quan trọng. Và đặc biệt là các bạn nào mà đang học đọc học nghe rồi, mọi người sẽ thấy là đây gọi là một cái keyword cực kỳ đắt giá, đúng không? Thì demo nó sẽ mang nghĩa là nhưng, tuy nhiên, mặc dù. Cho nên vế 1 và vế 2 nó sẽ mang tính chất là gì nhỉ? Trái ngược nhau, đúng không? Đối nghịch nhau. Hãy. Trong đó vế 1, kino wa atsukatta desu. Hôm qua trời nóng, đúng không? Thì ngược lại với nóng. Thế nhưng mà ngày hôm nay trời phải thế nào mọi người nhỉ? Trời phải so desu ne. Các bạn chọn 1 rồi ạ. Suzushii desu. Suzushii là mát mẻ, đúng không nào? Mát mẻ. Hai, mát mẻ nha. Còn nurui là nguội. Nguội dùng trong nhiệt độ của đồ ăn, đồ uống ấy. Ví dụ cái đồ ăn này bị nguội rồi, đúng không? Nurui tabemono. Tsumetai là lạnh, đúng không? Cũng dùng cho đồ ăn, đồ uống. Ví dụ tsumetai mizu, đúng không? Nước lạnh này. Còn cuối cùng sukunai là diễn tả số lượng cơ. Ít, đúng không nào? Số lượng nhá. Cho nên không phù hợp với ý nghĩa của câu này. Không diễn tả thời tiết, đúng không nào? Mọi người có theo kịp không ạ? Nguyễn Thành Tài 1, nóng quá, hãy bật điều hòa lên lên nào. Ok, lúc đấy mình có từ tắt điều hòa là kishimasu rồi, đúng không? Thì bây giờ bật nó lên là đáp án số 1, tsukemasho, đúng không? Ôi trời nóng nhỉ, đúng không? Atsui desu ne, eokon o tsukemasho, đúng không? Bật điều hòa lên nhé. Còn akemasu thì là gì mọi người? Mở, mở, ví dụ như mở cửa mọi người nhé. Doa o akemasu. Còn oshimasu là ấn, nhấn hoặc là bấm, đúng không? Ví dụ các bạn nói là ấn nút chẳng hạn này, botan o oshimasu. Số 4, hirakimasu. Thật ra là các bạn học N4 rồi, các bạn sẽ học cái chữ Hán của hai từ này, đúng không? Hoàn toàn giống nhau, đều là chữ khai. Nhưng hirakimasu, cái mở của nó thì nó sẽ đi với ví dụ như là mở lớp học, mở tiệc, đúng không? Hoặc là mở cuộc họp. Đấy, thì các bạn sẽ thấy là
nó là những cái nghĩa bóng, đúng không? Những cái vô hình khác so với mở cửa ở bên trên. Đấy, thì mọi người lưu ý về cái cách đọc của chữ Hán cũng như là trường hợp mà nó đi kèm nhé. 34 nào. Hai, Song Hỷ chọn 2, Thành Tài 2, Phương 2, Bảo Long 2, Đặng Phát 2, Huỳnh Như 2. Kawaii tại. Ý tạ đúng không? Ok. No tố ạ. Đó, các bạn nhìn thấy dấu hiệu không ạ? Ít nhiều trong câu nó sẽ có một cái dấu hiệu gì nhận biết thông qua tính từ, động từ hoặc là danh từ, đúng không? Thì khi mà chúng ta học theo cụm rồi thì các bạn sẽ giải quyết được bài rất là nhanh, đúng không? No tố ạ. Kawakimasu thì có nghĩa là khát nước, đúng không? Khát nước quá. Nomitai muốn, đúng không? Tôi muốn uống nước lạnh, mình vừa nói. Chứ mê tai mi dự ở câu trước luôn, đúng không? Số 1, itakata là đau. Hay, đau thì cũng có thể là đau họng ghép được với nhau, đúng không? No to ga itakata. Tuy nhiên đau họng mà lại uống nước lạnh thì nó sẽ không phù hợp về mặt ngữ nghĩa của câu, đúng không? Nên chúng ta không chọn số 1 nhé. Còn suita là đói, đúng không? Trong cụm là onaka ga suita, đói này. Còn nureta là ướt. Ướt, ví dụ như là quần áo ướt nhẹp hay sách vở, đúng không? Bị ướt, bị đổ nước ra ấy. Hon ga nureta, được chưa ạ? Ok, so desu ne. Hay. Câu số 35 nào. Sumimasen, oteyadai o nani nani kudasai. 1. Kakete. 2. Karite. 3. Kaeshite. 4. Kashite. VT đúng không? Thì mới đi kèm với cấu trúc là VT kudasai, hãy, đúng không? Mỗi câu ra lệnh hoặc nhờ vả làm gì đó. Bạn Bảo Long rất là nhanh, bạn chọn được phương án số 1 rồi này cả nhà. Sumimasen, xin lỗi đúng không? Oteyadai o kashite kudasai. Có bạn nào chọn 4 không nhỉ? Ngọc Mỹ cũng 1 này, Hương cũng 1. Các bạn phân vân giữa 1 và 2 thôi, chứ mà không có bạn nào chọn 4 cả. Tại sao vậy mọi người? Kashite kudasai là động từ. Từ gốc của từ này là cho vay, liên quan tới tiền, đúng không? Hoặc là cho mượn, liên quan tới đồ đạc. Thì các bạn thử đặt kashite lên xem nào. Xin lỗi đúng không? Hãy cho tôi mượn nhà vệ sinh nhé, chứ không phải là rửa tay giúp tôi đâu nha. Oteyadai là nhà vệ sinh mà, đúng không? O kashite kudasai. Ví dụ các bạn đến nhà bạn bè của mình chơi đúng không? Thì bảo với bạn là cho tớ mượn nhà vệ sinh một chút nhé, đúng không? Tớ đi giải quyết nỗi buồn, đúng không nào? Còn kakete như chúng ta có nói rồi, nó liên quan tới rất là nhiều những cái danh từ phía trước, đúng không? Có thể dùng cho đeo kính này, megane o kakeru, rồi là gì nữa không mọi người? Tốn mất thời gian, khóa cửa vân vân, đúng không? Khá là nhiều nghĩa phụ thuộc vào danh từ đứng trước là gì nhá. Ok chưa? Còn số 2, cà đi thì sẽ là từ trái nghĩa của cà chi, đúng không? Đây là từ vay tiền này, hoặc là mượn, mượn sách hoặc là mượn đồ đạc gì đó. Còn cái shimasu thì sẽ mang nghĩa là trả, trả lại, đúng không? Trả tiền cho chủ nợ, đúng không? Hay là trả sách cho thư viện. Đấy. Ok chưa? Lại là một câu dễ nhầm nữa, đúng không? Hãy xin mượn toilet để dùng. Một kiến thức mới, mượn toilet, đúng rồi. Có thể là tiếng Việt của mình không bao giờ nói là cho tớ mượn toilet, cho tớ mượn nhà vệ sinh, đúng không? Nhưng mà câu này mình sẽ hiểu là mình đi nhờ nhà vệ sinh của ai đó. Có được không ạ? Em chưa nghĩ đến mượn nhà vệ sinh bao giờ đấy, đúng rồi. Bởi vì tiếng Việt của mình không hay nói như vậy. Nhưng mà các bạn cũng sẽ hiểu là trong tiếng Nhật và tiếng Việt nó sẽ có một chút sự khác biệt, đúng không? Liên quan tới suy nghĩ hoặc là liên quan tới cái cách hành văn của người ta luôn nhá. Em nghe tôi đây nhiều cho nên bị nhầm. Hãy. Kiến thức mới đã được tiếp thu à mọi người? Ok nhá, rồi, 36. Hãy, cố lên nào mọi người ơi. Còn 5 câu nữa thôi. Hãy, ganbarimashou. Watashi no nani nani wa ani to imoto desu. Hãy, 1. Ryoushin. 2. Oji. 3. Kyoudai. 4. Gakusei. Hãy, danh từ, đúng không? Cái gì của tôi nào? Danh từ số mấy đây? Hãy, 36 chọn 3. Kyoudai, ok. Song Hỷ cũng 3 này. Bảo Long cũng 3 này. Hãy, ok. Kyoudai, desne. Bạn Dung Thiêm cũng chọn 3. Chính xác rồi ạ. Kyoudai là anh chị em trong gia đình, đúng không? Mình sẽ viết tắt thế này nhá. Anh chị em. Thì mình sẽ dịch lên câu này như sau này. Anh chị em của tôi thì gồm có ai đây nhỉ? Ani là anh trai và em gái. Hãy. Còn số 1, Ryoushin liên quan tới bố mẹ rồi, đúng không? Không dùng được trong câu này. Bố mẹ. Số 2, Oji. Đúng không? Các bạn biết Oji là gì? Biết không ạ? Comment xuống bên dưới nhé. Gakuse thì là học sinh. Ok. Bởi vì từ Oji nó không được học chính thức trong sách ý, cho nên là mình nghĩ nhiều bạn sẽ không biết. Các bạn có thể comment xuống bên dưới được không? À, bạn Bảo Long ghi là chú bác. Ok. Oji thì sẽ là đúng rồi, chú, bác, cậu, đúng không? Nói chung là nam giới ấy mọi người. Nam giới nhá, thì mình sẽ dùng là Oji, được chưa nào? Đừng có nhầm với Oji sang nha. Nếu mà Oji sang hoặc là Oji chẳng thì sẽ là ông, nhưng mà Oji thôi. Đấy thì sẽ là chú, là cậu, là bác, được không mọi người? 37 nào. Ô bà, mình vừa nhắc Oji là chú xong thì ô bà chính là ai nhỉ? Cô, mợ, thím rồi là bác gái nữa, đúng không? Nói chung là nữ giới là từ trái nghĩa của Oji nha. Ô bà to isshō ni nani nani o torimasu. Hai. Cái này mình có nhắc từ đầu like rồi, có một số bạn đã chắc chắn là đọc đến đây khoanh được luôn rồi đúng không? Ichi sashin ni kaimono. 3. 質問 4. 旅行. Hãy. Câu này dễ quá.
phải phục thù câu trước thôi đúng không? Câu này phải mang tên mọi người nhé. Hồng 1 là chụp hương 1, hoàng thư 1. Ok đấy. Sashi no torimasu là chụp ảnh đúng không? Chụp ảnh với ai mọi người nhỉ? Oba chính là tôi sẽ chụp ảnh cùng với thím, cùng với mợ, cùng với cô hoặc là cùng với bác gái của tôi đúng không? Hai. Còn kaimono chúng ta cũng nói rồi, chính là từ mua sắm đúng không? Nó phải đi kèm với động từ là kaimono suru hoặc kaimono ni iku. Shitsumon là gì nhỉ? Câu hỏi. Shitsumon là câu hỏi thì chúng ta hay đi với từ kotaeru. Các bạn học từ này chưa? Shitsumon ni kotaeru là trả lời câu hỏi. Còn ryoko là du lịch. Đấy, thì mình sẽ có từ đi du lịch đúng không? Ryoko ni iku hoặc ryoko suru. Ừ, đúng rồi. Đấy, 38 nào. Tonari no nani nani ni tomodachi ga sunde imasu. 1. 部屋 2. 仕事 3. 家族 4. 学生 2. Tiếp theo là một danh từ gì nhỉ? Mà đi được với động từ 住んでいる, sống. Đúng không? Sống ở đâu? Đi với trợ từ nhí nào? 2. 部屋 仕事 家族 hay là 学生 2. Có bạn Song Hỷ chọn 1. Dung Thiêm chọn 3. 3. Ngọc Nhung chọn 1, cùng phòng với bạn bè. Trần Nhung cũng chọn 1. Hay, đáp án của câu này là 1 mọi người ạ. Heya là căn phòng, đúng không? Chúng ở đây là bạn, đúng không? Bạn tôi đang sống ở căn phòng bên cạnh. Mình thấy có bạn Hồng á. Bạn Hồng nói là cùng phòng với bạn bè. Nếu mà cùng phòng, tức là mình sống cùng với bạn đấy, đúng không? Thì chỗ này phải là tomodachi to hoặc là tomodachi to isho ni, đúng không? Tôi sống cùng với bạn. Nhưng mà ở đây lại là căn phòng bên cạnh nữa. Nên mình sẽ hiểu là mình sống ở cái phòng này. Còn phòng bên cạnh là bạn của mình sống. Kiểu hai đứa thuê chung một căn hộ chẳng hạn, đúng không? Mỗi đứa một phòng riêng. Đấy, các bạn hiểu ngữ cảnh hơn chưa ạ? Thế còn shigoto là công việc, đúng không? Công việc thì không thể nào đi với động từ sống được, động từ làm việc thôi. Shigoto suru. Kazoku mình cũng nói rồi đúng không? Chính là từ gia đình này. Còn gakusei là học sinh. Hai, chúng ta sẽ loại trừ các phương án như vậy nhá. 39 nào cả nhà. 39. Atarashii nani nani ni sumitai desu. 1. Buru. 2. Apato. 3. Elevator. 4. Shower. Hai. Bạn Ngọc Trâm chọn 2. Ok. Bảo Long cũng chọn 2, so des. Hay, liên quan tới sumi, đúng không? Mình vừa nói ở câu trước xong, đúng không? Là từ sống. Vậy là tôi muốn sống ở một căn hộ mới. Rồi, số 1, buru là bể bơi. Hay, bể bơi này. Còn edb ta có nhắc rồi, chính là cái thang máy, đúng không? Câu trước mình gặp rồi. Còn cuối cùng, sawa cũng học rồi, đúng không? Chính là cái vòi hoa sen. Sawa wo abimasu đấy, đúng không nào? Vòi hoa sen nhá. Rồi, vậy là tôi muốn sống ở một căn hộ mới. Ok, câu cuối cùng. 最後の質問です。ここは駅が近くて何々です。1 遠い。2優しい。3 便利。4元気。はい、 tính từ gì nào? Comment してください。 Còn một câu cuối cùng thôi. Chúng ta cố lên mọi người nha. Hãy. Bạn Dung Thiêm chọn 3. Vì ở đây gần nhà ga nên rất là tiện lợi. Bạn Cẩm Tú Cầu chọn 3. Đúng rồi ạ. Bên rị là tiện lợi, đúng không? Hãy. Ở đây, đúng không? Tê ở đây các bạn có thể hiểu là cái nguyên nhân lý do nhé, vì gần nhà ga cho nên tiện lợi, đúng rồi. Tôi là xa, đúng không? Một cái gần một cái xa thì không được, chữ xấu quá. Viết lại nha, xa này. Còn yasashi là dễ, đúng không? Có thể là dễ gần, thân thiện. Đấy, nói về tính cách con người. Hai, rất là thân thiện, tốt tính, dễ tính, vân vân. Còn genki là khỏe mạnh, đúng không nào? Khỏe, hãy minasan, o genki desu ka? Đúng chưa nào? 41 番 Kesa nani nani o nomimashita. 1. Yasai. 2. 果物 3. Gohan 4. 牛乳 Hai. Sáng nay tôi đã uống sữa, hay desu ne. Thúy Vi chọn 4, Lịch Nguyễn 4, Hương 4, Công Bình 4, Bảo Long 4. 3 là rau, trái cây, cơm đi cùng với tabemasu. Chính xác. Đấy, mọi người phải phân tích được ra như thế thì chắc chắn là câu của mọi người chọn là chính xác rồi, đúng không? Trong câu này thì chúng ta sẽ có một sự gợi ý, đó chính là động từ nomimasu là uống, đúng không? Vậy uống cái gì? Mình đọc lần lượt đáp án và loại trừ dần nhé. Số 1, yasai là rau. Hay, như bạn Bảo Long có nói là mình phải đi về ăn chứ. Yasai o tabemasu, đúng không? Số 2, kudamono cũng tương tự, nó là từ hoa quả, trái cây, đúng không nào? Hay. Số 3, gohan là cơm rồi. Đấy, ba động từ này phải đi với động từ ăn này. Còn cuối cùng uống thì mình chỉ đi được với sữa bò thôi, đúng không? You. Hay, chính xác rồi. Rồi, vì vậy là mình sẽ dịch cả câu là sáng nay tôi đã uống sữa bò. Hay, kesa minasan wa nani o nomimashita ka? Nani o tabemashita ka? Zehi komento de oshiete kudasai ne. Hay, tsugi. Rồi, câu khởi động rất là dễ đúng không? 100% các bạn làm đúng rồi. Tiếp tục chúng ta sang câu tiếp theo, câu số 42. Tương tự như câu vừa rồi thì câu số 42 của chúng ta cũng sẽ có một động từ gợi ý đúng không? Chính là động từ kakimashita, viết. Vậy các bạn thử xem là viết đi với tân ngữ, đi với chủ thể danh từ gì là hợp lý nhất? 1. Shinbun 2. Sashin 3. Tabako 4. Tegami
Rồi, bạn Lịch Nguyễn cũng có comment phương án là tôi đã viết thư cho bạn. Hay, so desu ne, chính xác, Kim Ngân cũng chọn 4, Công Bình 4, Hà Linh 4, Song Hỷ 4. Chào chàng, omedetou gozaimasu. Hay, chính xác rồi, phương án đáp án đúng của chúng ta sẽ là tegami là viết thư đúng không? Vậy chúng ta ghép lá thư lên đây. Hay, các bạn dịch được câu chưa nhỉ? Tôi đã viết thư cho bạn bè của mình. Ok rồi phải không nhỉ? Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích nhé. Số 1, 2, 3, ý nghĩa là gì và tại sao nó sai thì các bạn sẽ thử tìm động từ đúng dành riêng cho nó nhé. Ví dụ, từ shimbun chúng ta có từ báo, đúng không? Báo thì hay đi với động từ gì mọi người nhỉ? Đọc báo, đúng không nào? Các bạn có thói quen đọc báo chưa? Shimbun no yomu, đúng không nào? Mình sẽ viết thể thông thường mọi người nhé. Chắc hẳn là tất cả mọi người đang xem live ở đây thì mọi người đều học đến thể từ điển, thể thường rồi đúng không? Thì chúng ta sẽ viết thế này cho ngắn gọn được không nào? Yomu, được chưa? Đọc báo. Số 2, sashin chính là gì nhỉ? Ảnh, đúng không? Ảnh thì đi với động từ gì nhỉ? Chụp ảnh. Hai, sashin no torimasu, toru. Còn số 3, tabaco là gì các bạn? Thuốc lá, đúng không nào? Hai, thuốc lá. Thuốc lá thì đi với động từ gì ta? Động từ hút là gì mọi người nhỉ? Comment được chưa ạ? Tabaco suimasu sẽ thành sự, đúng không nào? Thì chỉ có mỗi tegami là bức thư đi với động từ kakimasu của chúng ta thôi. Ok, tiếp tục nào mọi người. Và mọi người cũng đừng quên thả like, thả tim cho cả các kênh Facebook, YouTube của Dũmori được không nào? Hay cũng là một cái liều thuốc tinh thần topping, không phải topping mà là gì nhỉ? Doping, đúng không? Để khích lệ tinh thần của các giáo viên để có thể là tiếp tục sáng tạo ra các nội dung, các bài học thú vị hơn và cùng nhau học với mọi người, cùng nhau hướng tới kỳ thi JVT. Hãy xin cảm ơn tất cả mọi người nhé. Hãy tsugi desu ne, câu số 43, Đặng Văn Hiếu 3, Dung Lan 3. Hãy, và chắc chắn rồi, đáp án của chúng ta là 3. Hãy, vì sao các bạn lại chọn 3 được như vậy? Thì bây giờ mình sẽ cùng nhau đi phân tích mọi người nhé. Trong những năm gần đây mình cũng nói khá là nhiều, đó là mặc dù là đề thi từ vựng này hoặc là ngữ pháp, nhưng mà người ta đẩy đoạn hội thoại A, B vào rất là nhiều. Nhưng mà các đoạn hội thoại này rất là ngắn mọi người nhé. Hầu như là mỗi bạn chỉ có một câu thôi và sẽ sử dụng được từ vựng và ngữ pháp quen thuộc của trình độ đó. Ví dụ như câu này, các bạn dịch được A chưa nhỉ? Bạn A nói là gì đây? Nichiyobi nani o shimasu ka? Vào ngày chủ nhật thì bạn làm gì? Bạn B trả lời. Koibito to nani nani o shimasu. Hay, ichi o nimotsu. Nimotsu là gì mọi người nhỉ? Hành lý, đúng không? Hành lý thì liên quan gì đến người yêu được nhỉ? Không hợp lý rồi. Đấy, hành lý. Số 2, okane là tiền. Đấy. Số 3, o hanami. Hana là hoa, mi là xem, ngắm, nhìn đấy mọi người, thì ghép lại sẽ là ngắm hoa. Ngắm hoa, đúng chưa nào? Đặc biệt là vào mùa hoa anh đào, đúng không? Đấy, được tay trong tay với người yêu đi ngắm hoa thì không còn gì bằng, đúng không ạ? Còn osake là rượu, ok chưa? Đấy, vì vậy nếu mà các bạn nào chưa chắc chắn hoặc là không hoàn toàn là biết nghĩa hoặc là dịch được tất cả thì mọi người có loại trừ dần dần theo những phương án của mình biết nhá. Vì vậy đáp án của chúng ta là 3 chính xác, đó là tôi đi ngắm hoa cùng với người yêu của mình. Hay, ý đấy nè, rất là lãng mạn đúng không mọi người? Ok, câu 44. Núi Phú Sĩ là ngọn núi cao nhất, một là xấu, hai là cao, ba mới và bốn là rẻ. Y nè, Công Bình sao? Ok, desu yo. Hay, Quỳnh Như chọn 2, takai, so desu ne. Hay, trong câu này thì tất cả mọi người đang nghiêng về phương án số 2, takai chính là cao đúng không? Nhắc tới núi Phú Sĩ thì chắc hẳn là các bạn không còn xa lạ gì nữa rồi đúng không ạ? Có bạn nào từng leo núi Phú Sĩ ở Nhật chưa? Comment xuống bên dưới nhá. Ở đây chúng ta sẽ có một từ là yama desu, núi đúng không? Vậy núi Phú Sĩ là một ngọn núi rất là cao. Và nếu biết đố các bạn là vị trí gọi là chiều cao chính xác của ngọn núi Phú Sĩ là bao nhiêu mét thì các bạn comment xuống bên dưới luôn nhá. Rồi, và đuôi là xấu đúng không? Xấu hoặc là tồi. Đấy. Ví dụ thời tiết xấu thì sẽ là tenki ga warui ne, hay là warui hito, đúng không? Khi mà chúng ta hay trêu nhau hoặc là một người nào đấy là gọi là phải cực kỳ xấu xa, tồi tệ đấy thì mình sẽ dùng là warui hito. Còn số 3, atarashi là mới đúng không nào? Đấy, ví dụ mình khoe là có cái điện thoại iPhone 16 mới được hạn. Đấy, atarashi sumaho. Còn số 4, yasui là gì rồi mọi người nhỉ? Rẻ đúng không? Nói về giá cả, vật giá. Hay. Ok, this. Hay đi tiếp nhá. Câu số 45 nào mọi người. Chủ ngữ này, watashi wa, tiếp theo, Maria san ni prezento o ichi agemashita, ni kakimashita, san ikimashita, yon kakemashita. Hay, bạn mình là bạn nhanh nhất, bạn ấy comment là 1. Hay. Những câu vừa rồi là chúng ta có gợi ý về động từ đúng không? Còn câu này là mình có gợi ý về danh từ. Prezento là gì mọi người nhỉ? Một món quà gì đó đúng không? Quà thì chúng ta hay đi với động từ gì? Gửi quà, tặng quà, nhận quà, mua quà các thứ đúng không ạ? Để các bạn loại trừ dần dần xem phương án nào phù hợp nhất nhá. Hãy, Nguyễn Quốc Huy, agemashita, Thúy Vi 1. Ừ. So desu ne. Hãy, chính xác, đáp án của chúng ta là 1. Agemashita là tặng đúng không mọi người? Vì vậy mình sẽ ghép nhá. Tôi đã tặng quà cho chị Maria. Hãy. Số 2, kakimasu. Lúc nãy chúng ta gặp rồi đấy mọi người, nhớ chưa? Kakimasu là từ viết đúng không nào? Viết thư thôi. Hãy. Còn số 3, ikimashita là đi đúng không nào? Số 4, kakemashita thì có khá là nhiều nghĩa. Ví dụ trong N5 thì mọi người có thể học là từ đeo kính rồi, phải không nhỉ?
Các bạn nào đang đeo kính không? Mình biết động từ đeo kính không nhỉ? Megane o kakemasu, đúng nào? Rồi còn động từ gì nữa mọi người nhỉ? Jikan o kakemasu, đúng không? Hay là okane o kakemasu, là mình dành hoặc là mình tốn bao nhiêu thời gian tiền bạc vào một cái lĩnh vực gì đó. Ví dụ dành bao nhiêu thời gian vào việc học chẳng hạn này. Hay là động từ gì nữa ta? Khóa cửa, đúng không nào? Kagi o kakemasu. Đó thì mình hầu như là ngày nào mình cũng nói với học viên của mình, đó chính là thay vì các bạn học một từ đơn có thể nó nhớ ngay lúc đấy được, đúng không? Nó tiết kiệm thời gian ngay lúc đấy, nhưng cái khả năng rồi là cái tính vận dụng của nó chưa cao. Vì vậy là các bạn thay vì học một từ đơn, các bạn hãy học một cụm từ, đúng không nào? Tức là mình sẽ học xem là nó hay đi kèm với động từ, trợ từ hay tính từ là gì, thì trong phản xạ rồi là kaiwa của chúng ta cũng sẽ nhanh hơn và tự nhiên hơn. Ok, chuyển sang câu số 46 mọi người nhé. Kirei na nani nani o kaimashita. Hãy tương tự như vậy, mình sẽ tìm một tân ngữ phù hợp cho động từ kaimashita, mua, đúng không nào? Vậy mua gì được mọi người nhỉ? 1. Buru. 2. Hankachi. 3. Speech. Và 4. Toide. Hãy Mỹ Sàng chọn 2 này, Quỳnh Như chọn 2, Hankachi. Hãy Công Bình chọn 1, Văn Hiếu chọn 2. Bắt đầu có phương án sai lệch khác nhau một chút xíu đây rồi. Hương chọn 2, Đung Lan 2. Hãy rồi đấy nhé. Hankachi là cái gì mọi người nhỉ? Đó, nhớ là comment cả phương án dịch của mình luôn mọi người nhá. Hankachi chính là cái khăn tay. Đó, các bạn dịch lên câu xem ok chưa? Ok la chưa nhỉ? Tôi đã mua một chiếc khăn tay rất là đẹp. Hay, người Nhật thì hầu như là ai cũng sẽ có thủ sẵn một cái khăn tay ở trong túi đúng không? Thì các bạn có bị hòa tan về cái văn hóa đấy chưa? Bây giờ hàng ngày mình đi học đi làm mình có chuẩn bị một cái khăn tay đi cùng không? Hãy comment xuống bên dưới nhá. Ichi buru là cái bể bơi đúng không nào? Bể bơi. Hay. Số 3, speech là một bài gì? Một bài phát biểu. Hay, bài phát biểu. Đấy. Phát biểu này. Còn số 4, từ toilet chính là nhà vệ sinh đúng không? Toilet đấy mọi người. Đấy, toilet. Ok, いいですね. Không khó lắm đúng không? 47 nhá. まっすぐ 行って 橋を 何々 1. 行きます 2. 渡ります 3. 分かります và 4. 並びます. Hay. Cái câu này liên quan tới hashi đúng không? Cái cây cầu mọi người nhá. Có trong các buổi live lần trước rồi. Các bạn đã làm đúng được hết rồi, hôm nay có làm đúng tiếp hay không nào? Ừ, đi thẳng sau đó băng qua cầu. Ok, Quỳnh Như chọn 2, Quốc Huy chọn 2, Ngọc Sa 2, Niên Hoàng 2. Ý ですね. Nè. Ok, so this, đáp án của chúng ta chắc chắn rồi. Nghi vàng this. Bởi vì nhá, chúng ta sẽ có một cái sự gợi ý, đây là cây cầu đúng không? Thì mình chỉ có một cụm cố định, đó chính là hashi o watarimasu, băng qua cây cầu thôi đúng không nào? Còn cả câu mình sẽ có hai vế, vế một là gì đấy nhỉ? Đi thẳng đúng không? Sau đó thì băng qua cây cầu này. Hãy, ikimasu là động từ đi, động từ này hôm nay gặp khá là nhiều phải không nào? Còn wakarimasu chính là từ hiểu. Hãy, thì hôm qua gặp wakarimasu đúng không? Hiểu này, narabimasu là gì nhỉ? Ừ, xếp hàng, chính xác. Xếp hàng, ok. Hãy, các bạn liên tục comment nhá, narabimasu, ok ạ. 48, futo ni kitte nani nani kudasai. 1. Hatte. 2. Kitte. 3. Totte. Và 4. Yatte. Hãy, VT kudasai đúng không nào? Một mẫu câu rất là điển hình của N5 rồi. Người ta cũng đã chia sẵn cho mọi người sang thể T rồi đấy. Liệu động từ gì ok nhất nha? Nào mọi người thử sức với phương án dịch của câu này nào. Không có chữ Hán từ vựng nào quá khó đúng không? Futo ni kitte. Đáng ra kitte này là viết hẳn chữ Hán luôn đúng không? T chính là chữ này luôn mọi người nhé. Đây, đấy. Kitte của chúng ta. Nani nani te kudasai. Ok. Đấy, Marvin Nguyễn chọn 1, Phạm Phan Thị Ngân chọn 1. Hay, đúng rồi mọi người. Hạt tệ. Rồi, các bạn làm dịch trước nhỉ? À, dán tem vào phong bì. Chính xác. Động từ hadimas của chúng tôi là dán đúng không? Còn đây là câu mệnh lệnh sai khiến. Vậy là hãy dán tem vào phong bì. Đúng rồi. Số 2, kite là từ gì mọi người nhỉ? À, so desu ne. Cảm ơn bạn Mỹ Sang nha. Số 2, bạn có comment là nghe. Nếu mà là nghe là kikimasu đúng không? Khi chúng ta chuyển sang thể T phải là kiite. Mỹ Sang để ý nha. Còn kite của chúng ta ở đây là cái từ từ cắt này mọi người. Kirimasu, chữ Hán chính là chữ này luôn này. Đấy, kirimasu thành kite, cắt thái mà. Các buổi live lần trước mình liên quan đến từ rau ấy mọi người. Yasai o kite đúng không? Totte là lấy, là chụp. Hãy tùy chữ Hán nhé, chứ nó không hoàn toàn giống nhau đâu mọi người ạ. Còn cuối cùng từ yatte là từ làm thôi. Yarimasu á. Ok chưa? Đúng rồi, kite là cắt chính xác Huy Sàng. Ok, 49 nào. Suzuki-san no ie no inu wa tottemo nani nani desu. Hãy, vừa rồi mình nói về động từ rồi, danh từ rồi, bây giờ chuyển sang tính từ đuôi y xem sao nhá. Tính từ đuôi y. 1. Kadai. 2. Atarashi. 3. Kawaii. 4. Usui. Tính từ gì mà lại đi được với y nữ mọi người nhỉ? Con chó nhà anh Suzuki rất... Rất thế nào? Nguyễn Thương 3.
Nguyễn Bá Hạnh 3. So this next. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu chữa câu này này. Con chó nhà anh Suzuki thì rất thế nào mọi người? Kawaii đúng không? Rất là đáng yêu. Ok. Số 1, karai là gì nhỉ? Karai, cay đúng không nào? Cay nói về cảm giác. Số 2, atarashi lá, mới. Hay. Còn số 3, usui lá, mỏng. Mỏng này, nhạt này. Được chưa nào? Hay, các bạn có biết hết những từ này chưa? Hay. Ah, desu ne. Cho mình xin 20 giây giới thiệu thêm cho mọi người về các đầu sách sơ cấp của Dũng Modi được không ạ? Hay. Trên tay mình thì cũng đang cầm hai quyển sách mà trên màn ảnh trên màn hình mà các bạn đang nhìn thấy luôn, đó chính là cuốn tổng ôn N5 và tổng ôn N4 dành riêng cho các bạn đang học sơ cấp mọi người nhé. Và trong cuốn sách này có gì và tại sao nó lại hot đến như thế, và độ hot của nó thì chắc không cần bàn đúng không? Nhắc tới Dũng Modi, nhắc tới sách học sơ cấp thì hầu hết là mọi người đều đã biết đến sự tồn tại của hai cuốn sách này rồi đúng không ạ? Bên trong thì N5 chắc chắn là chúng ta sẽ học từ bảng chữ cái này, sau đó là chúng ta sẽ đi vào lần lượt từ chữ Hán, từ vựng, ngữ pháp mọi người nhé. Và cuối sách thì cũng sẽ có rất là nhiều các bài tập, các dạng môn đai mà giống với đề thi GPT luôn. Và với mỗi một dạng bài thì đều có chứa rất là nhiều các bài test nhỏ. Và đương nhiên rồi, sau khi làm xong thì các bạn có thể tự chấm chữa và đọc phần giải thích chi tiết ở cuối sách để hiểu hơn tại sao câu này đúng, câu kia sai, được không nào? Đó, rất là tiện ích, và đặc biệt là trong giai đoạn này khi mà chúng ta chỉ còn 1.5 tháng nữa, gọi là 1.5 tháng vẫn hơi nhiều đúng không? Còn 45 ngày nữa mà chúng ta đi thi GPT rồi thì các bạn có thể tham khảo các đầu sách này để về mình, thứ nhất là mình ôn tập tổng ôn lại kiến thức, thứ hai là mình luyện tập mình làm những cái dạng bài sát với đề thi, được không nào? Hay ý để xét. Nếu mà có vấn đề, có thắc mắc hoặc là muốn tham khảo thêm sách thì các bạn có thể comment trực tiếp trên fanpage của Dũng Modi mọi người nhé. Hay, rồi cảm ơn mọi người. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 50. Đây, bắt đầu mốc này trở đi là mình đã đi được 1/2 chặng đường rồi đúng không? Hay. Đấy, cũng như là kế hoạch đặt ra của chúng ta từ đầu tháng 10, đó là trong tháng 10 này thì mình sẽ cùng nhau đi hết được top 100 câu hỏi từ vựng quan trọng nhất ở các GPT của các cấp độ luôn. Và thứ hai của chúng ta sẽ là N5, vì vậy ngày hôm nay chúng ta đã đi được 1/2 chặng đường rồi. Chúc mừng chúng ta đúng không ạ? Hay, cảm ơn các bạn đã đồng hành từ đầu chiến dịch đến bây giờ nhé. Hay, sau tháng 10 thì tháng 11 mình sẽ triển khai thêm các dạng, ví dụ như là đọc hiểu, nghe hiểu, ngữ pháp, rồi là những cái dạng bài từng dạng môn đai trên đề thi GPT luôn, gợi ý các bạn phương pháp làm, những cái mẹo làm, những cái tips làm sao khi mình đi thi mình có thể tối giản thời gian nhất có thể, đúng không nào? Đấy, thì rất là mong cũng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của mọi người nhé. Hay, rồi, chuyển sang câu 50, mình bắt đầu đọc phương án của mọi người này. Bạn Oanh Dolly chọn 3, Ngọc Mỹ 3. Rồi, bạn Bình có phương án dịch như sau: tôi đã mua 500g thịt. Thịt gì đấy mọi người nhỉ? Toyinika. À, bên dưới bạn Song Hỷ có bổ sung luôn, đó là thịt gà. Hay. Bạn Hương và bạn Dung Lan cũng có phương án dịch tương tự, 500g thịt gà, chính xác. Mọi người hay đi mua thịt gà ở siêu thị không? Nghe nói là thịt gà là một trong những loại thịt mà rẻ nhất, đúng không nào? Vì vậy là chúng ta rất là thường xuyên đi mua này. Toyinika là thịt gà, chính xác. Mình có con số là 500 thì gram mự phù hợp nhất trong khối lượng của nó rồi, đúng không? Tôi đã mua 500g thịt gà. Còn số 1, đai là đơn vị đếm của những cái phương tiện giao thông. Ví dụ các bạn đếm là có một cái xe hơi, hai cái xe máy chẳng hạn đấy mọi người, thì là đai. Ngoài ra là những cái vật dụng ở trong nhà, cái đồ điện tử mà to to một chút, ví dụ như là TV, tủ lạnh, máy giặt ấy, thì chúng ta cũng dùng đơn vị này để đếm số cái, số chiếc mọi người nhé. Còn số 2, mê tô được là mét rồi đúng không? Là khoảng cách, ví dụ bơi được 500m chẳng hạn này. Còn số 4, từ bê dị là từ trang đúng không? Trang ví dụ như là trang sách, trang giấy, hoặc là trang chủ chúng ta có từ home bê dị chẳng hạn. Đó, thì katakana cũng là một cái chủ điểm mà không thể nào thiếu được trong đề thi. Và hàng ngày khi chúng ta đi chợ, đi siêu thị, rồi là đi làm, sử dụng tàu điện các thứ đấy, thì các bạn cũng thấy là katakana xuất hiện rất là nhiều trong cuộc sống sinh hoạt của mình nữa. Vì vậy là tất cả chúng ta đều phải học katakana mọi người nhá. Không trốn đi đâu được đâu. Hãy, 51. Kore wa nani nani taberarenai. Hay, các bạn N5 đã biết đến thể này chưa nhỉ? Taberarenai thì khả năng đúng không? Taberarenai, các bạn nhìn thấy nai là thể phủ định nữa, vì vậy sẽ là không thể ăn. Ăn cái gì đây? 1. Mazukute. 2. Oishikute. 3. Yasukute. Và 4. Kirakute. Hay. 51, bạn Hương chọn 1. Mazukute. Bảo Long cũng chọn 1. Hay. Cả bốn đáp án thì đều là các tính từ đúng không? Người ta chuyển sẵn sang thể T để tiện trong quá trình nối với động từ ở phía sau. Thì chúng ta sẽ cần phải căn cứ vào ý nghĩa đúng không? Lý do tại sao mà tôi lại không ăn được nhỉ? Dung Lan chọn 1, cái này dở quá tôi không thể ăn được, chính xác. Mà tê của chúng ta chính là dở, cũng như là không ngon ấy, đúng không? Cố đệ nó chỉ là một cái đơn vị gọi là cái này chung chung thôi đúng không? Cái này vì dở quá thì tôi không thể ăn được. Oishikute là ngon,
ngon thì phải ăn được, thậm chí là ăn nhiều đằng khác, đúng không nào? Yasukute, lúc này chúng ta có nói rồi, là động từ, là tính từ rẻ, đúng không nào? Và cuối cùng, kirakute, may quá không chọn, bạn nào chọn nhầm, đúng không? Kirai chính là từ ghét, thế nhưng mà nó lại là tính từ đuôi na mọi người nhá. Thế cho nên chuyển sang thể tê, kute ở đây là hoàn toàn sai, không có hợp lý về mặt hình thức lẫn ý nghĩa nhá. Ok. Hay 52. Kyo ga nani nani de, ashita ga mikka desu. 1. Hatsuga. 2. Futsuga. 3. Yokka. 4. Hatachi. Hay. Nhìn thấy đuôi cạ là các bạn đoán được nó hỏi về mình, hỏi mình về cái gì chưa nhỉ? Trong lần năm chúng ta học rất là nhiều đơn vị đếm, đúng không? Lúc đấy mình có từ dai rồi. Bây giờ mình sẽ sang cạ là nói về mồng, đúng không? Mồng mùng là trong tháng thứ, các thứ đấy. Rồi chúng ta học về đếm người này, đếm ly, đếm cốc, đếm gì nữa mọi người nhỉ? Khoảng cách các thứ vân vân, đúng không? Chúng ta học rất là nhiều ở nửa năm hết rồi. Vậy trong câu này các bạn có nhớ được các đuôi cạ cạ này không nhỉ? Hay bạn Hương chọn 2, Song Hỷ 2, Quốc Huy 2, Bảo Long cũng chọn 2, hôm nay mùng 2, ngày mai mùng 3, đúng rồi. Thì vế đằng sau là bổ trợ là gợi ý, đúng không? Ngày mai là mùng 3, các bạn nhìn thấy bộ tam đây rồi. Vậy chắc chắn ngày hôm nay chính là mùng 2, viết bằng bộ nhị đây luôn, đúng không? Đó chính là từ Futsuka, chính xác, hôm nay là mùng 2. Ok, còn số 1, số 3 và số 4 có nghĩa là gì nào mọi người? Có một từ hơi lạc quẻ này, nó không có chữ cạ gì hết, nhưng nó cũng là một từ có nghĩa và chắc chắn là các bạn đều biết hết rồi. Hồi trước, hồi xưa khi mà học nửa năm mình cũng khá là vất vả chật vật với việc học mồng như thế này ấy mọi người. Các bạn có nhớ được hết không? Có bạn nào hay bị nhầm không ạ? Mùng 8, mùng 4 và 20 tuổi. Mùng 8 hả? Hatsuka không phải mùng 8 nhá. Các bạn nhìn kỹ lại nè. Hatachi đúng rồi, có nhiều bạn comment là 20 tuổi, đúng rồi. Nó bằng với từ Sanjusai ấy, đúng không? Sanjusai. Còn Yoka là mùng 4 cũng đúng ạ. Mùng 4. Ok, Hatsuka có bạn nào comment chưa? Hatsuka nào? So,ですね, chính là ngày 20 của chúng ta ấy mọi người. 20 nó cũng có một cái cách đọc đặc biệt, đúng không? Nó không phải là nichi mà kết thúc đuôi vẫn là cạ thôi. Thế nhưng mà sẽ là ngày 20, chính xác. Bạn Huỳnh Như có comment được rồi này. Đó, mọi người để ý nhá, vừa nói xong đúng không? Vẫn có bạn nhầm, vẫn có bạn quên. Đó, vì vậy mọi người để ý nhá. Tất cả thì ngày tháng nào mà mình chẳng gặp, đúng không nào? Thì mình phải nhớ chính xác của nó nha. Ok, 53, tiếp tục là đoạn hội thoại giữa bạn A và bạn B. Tokyo made ato dodo kurai kakarimasu ka? Mou sugu nani nani yo? 1. 着きます. 2. 出ます. 3. 動きます. 4. 帰ります. Động từ gì được mọi người nhỉ? Hay. Bảo Long 1. Sắp đến rồi. 着きますよ. Hay. Kim Thoa 1. Ok. Bạn Hương chọn 1. Ok. Thì chúng ta sẽ chữa luôn nhá. 1. 着きます. Là động từ đến. Chính xác. Mình sẽ dịch câu này như sau này. Đến Tokyo thì còn khoảng bao nhiêu nữa, đúng không? Bao nhiêu nữa ở đây thì cũng các bạn, lúc này chúng ta có nói từ kakarimasu ấy, là mất hoặc là từ tốn, đúng không? Là còn tốn bao nhiêu phút nữa hoặc là mất bao nhiêu thời gian nữa chẳng hạn. Thì câu B mình sẽ dịch là sắp đến rồi. Skimas là từ đến. Ok. Demas là từ đi ra, ví dụ đi ra căn phòng. Heyo demas này. Hoặc là các bạn xuất hiện, các bạn tham gia trong trận đấu cũng có thể dùng động từ này nhá, là demas. Số 3, ugokimas là chuyển động, là cử động. Còn số 4, kaerimas là về, quay về. Đúng chưa nào? Các bạn đã nhớ được hết tất cả các ý nghĩa của ba đáp án còn lại chưa? いいですね. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục sang câu số 54. Hay. Nani nani shitsurei desu ga Tanaka-san dewa arimasen ka? 1. E. 2. Ano. 3. A. 4. Ja. Hay. Cái này thì không chỉ liên quan tới từ vựng đâu, đúng không? Mà trong kaiwa là các bạn cũng sẽ vận dụng được cái kiến thức này luôn mọi người nhé. Bảo Long là bạn nhanh nhất, bạn có chọn phương án số 2, bạn Hương cũng chọn 2. Hay, so this, rồi, tất cả mọi người đã chọn được phương án đúng, chính là như bảng số 2 ạ. Ano có chức năng là gì mọi người nhỉ? Các bạn có hay nói từ này hoặc là nghe người Nhật nói không? Ano thứ nhất là có thể dùng bắt đầu một cuộc trò chuyện nào đó, đúng không? Đặc biệt là khi các bạn muốn gọi ai đó một cách lịch sự, hoặc là khi mà chúng ta ngập ngừng muốn hỏi người ta cái gì đấy. Ano sumimasen, sau đó mình bắt đầu vào câu chuyện, đúng không nào? Bắt đầu nhờ vả cái gì đó chẳng hạn. Vì vậy ano dịch trong tình huống này nhá. Xin lỗi cho tôi hỏi, đúng không? Anh có phải là Tanaka không? Hay. Còn e chúng ta cũng học rồi đấy, chính là là gì nhỉ? Đúng không? Dùng khi đồng ý đấy mọi người với cái ý kiến hoặc là quan điểm của đối phương. Còn số 3, yokatta, các bạn có hay nghe thấy không ạ? Thì hai chữ a ghép với nhau ở đây chính là từ a hoặc từ a của tiếng Việt mình luôn, rất là dễ này. Còn số 4, ja thì chính là nào này, hoặc là thôi nào. Vậy thì ví dụ ja ikimashou, vậy thì chúng ta sẽ cùng đi thôi nào. Ok cho mọi người. Hai. So this ne. Rồi, câu số 55 nhá. Channel o kaeru kara terebi no nani nani o totte kudasai. 1. Remote. 2. Pasokon. 3. Aircon. 4. Computer. Hai. Tiếp tục một câu hỏi liên quan tới katakana nha. Rồi. Đầu tiên là các bạn có hiểu được từ channel nghĩa là gì không mọi người?
Bảo Long chọn một channel đúng không? Channel đây không phải là thương hiệu, không biết nói đây có bị gì nhỉ? Dính bản quyền hay gì không nhỉ? Một cái thương hiệu nổi tiếng trên thế giới về thời trang rồi là túi xách đâu đúng không? Mà nó sẽ là liên quan tới kênh, các kênh mà chúng ta xem trên TV ấy mọi người. Hay, thì câu này mình sẽ hiểu như sau này. Vì đúng không? Vì em muốn đổi sang kênh khác, thế cho nên lấy giúp em cái gì nhỉ? Cái điều khiển TV. So this ne, Dimoko, chính xác, chi bà. Hãy, số 2, Pascal, dễ quá đúng không? Chính là cái máy tính sách tay này, cái laptop mà hàng ngày chúng ta mang theo đi học đi làm đấy. Còn Aircon là cái điều hòa. Cuối cùng, Computer là cái máy tính cây, máy tính bàn mọi người nhá. Đấy, chắc là không có vấn đề gì nữa đúng không? Mọi người nắm được tất cả ý nghĩa của các từ này rồi. Ok ạ. Hãy, chúng ta tiếp tục sang câu số 56. Doki doki, piano, nani nani. 1, aimasu. 2, sumimasu. 3, hatarakimasu. 4, hikimasu. Hãy. Tròn như trăng 4, rung lan 4, nhung phạm 4, mimi 4, so this next, không để các bạn chờ lâu nữa. Chính xác đáp án của chúng ta là 4. Tại sao là 4? Bởi vì nó sẽ là một động từ đi kèm với piano, là cái đàn rồi đúng không? Thỉnh thoảng thì tôi có chơi và tôi có đánh đàn piano. Thì hikimasu là động từ chơi dùng trong các loại nhạc cụ, ví dụ như là chơi guitar hoặc là chơi piano đấy mọi người. Vì vậy là chúng ta cũng để ý để khi nào kaiwa này hoặc là đi làm bài thi nhá, mình gặp một trong hai cái từ này là mình cũng có dấu hiệu để chọn từ còn lại rồi, đúng không nào? Đấy chính là mẹo làm nhanh đấy mọi người. Còn ichi aimasu thì chúng ta sẽ hiểu là gặp gỡ nhá, gặp ai đó này. Số 2, sumimasu. Sumimasu là từ sinh sống đúng không? Ví dụ tôi đang sống ở Tokyo chẳng hạn, Tokyo ni sunde imasu. Còn số 3, hatarakimasu là làm việc, thì tôi đang làm việc cho Zumodi chẳng hạn đúng không? Zumodi gaisha de hatarakimasu, hataraite imasu, được chưa nào? Hãy. 57. 57 nhá. Kyo kaimono ni nani nani. 1, imasu. 2, mimasu. 3, ikimasu. 4, tsutomemasu. Hãy. Lan em chọn 3, Bảo Long 3, Huỳnh Như cũng chọn 3 là ikimasu. Hay. Hôm nay tôi sẽ đi mua sắm. So this ne. Câu này chúng ta có gợi ý là từ kaimono đúng không? Ghép thành một cụm. Kaimono ni ikimasu có nghĩa là đi mua sắm, chính xác. Còn từ imasu thì nó sẽ là từ ở hoặc là từ có đúng không? Chỉ sự tồn tại nhá. Ở này hoặc là có. Ok. Và thường sẽ dùng cho người hoặc là động vật đúng không nào? Là động từ imasu, iru. Còn số 2 từ mimasu của mình chính là từ nhìn này, ngắm hoặc là xem, lúc đấy mình có cụm từ đó chính là từ gì nhỉ? Hanami đúng không? Đấy, hanami, ngắm hoa đấy mọi người. Còn số 4, tsutomemasu là làm việc hoặc là phụ trách một cái công việc nào đó. Ví dụ mình nói là tôi làm việc cho công ty Honda đúng không? Honda ni tsutomete imasu. Được chưa mọi người? Hay, rồi, 58 nhá. Ok, 58 bảng. Ashita ane to tennis wo nani nani. 1, aimasu. 2, kimasu. 3, shimasu. 4, tabemasu. Hay. Tương tự bất cứ một câu nào cũng sẽ có ít nhiều những cái sự gợi ý ở trong đấy đúng không? Bây giờ các bạn xem là V tức là động từ gì phù hợp với động từ, phù hợp với từ tennis nào. Tennis. Ok, Nhung Phạm chọn 3 này. Huỳnh Tấn Dương chọn 3 là shimasu. Ngày mai tôi sẽ đi chơi tennis với chị tôi. Ừ, so this next. Đó, chúng ta sẽ có động từ chơi tennis, cụ thể là tennis wo shimasu, đúng không? Ví dụ liên quan tới một số môn thể thao khác như chơi bóng đá thì chúng ta cũng dùng từ này luôn nhá. Sakka wo shimasu, được chưa nào? Ashita, ngày mai này. Ane là chị gái, như bạn Bảo Long có dịch đúng rồi này. Song Hỷ, bạn Hương và bạn Dung Lan cũng có dịch thêm. Bạn Jumpun cũng dịch này. Ngày mai tôi sẽ chơi tennis với chị gái, chính xác. Aimasu, chúng ta cũng nói câu trước rồi đúng không? Chính là động từ gặp. Kimasu là từ đến. Còn cuối cùng, tabemasu hôm nay gặp ít nhất là 2 lần rồi đúng không? Chính là động từ ăn. Ok, nó phải liên quan đến đồ ăn đúng không nào? 59 luôn mọi người nhá. 59. Hay. Ok. Kino nani nani de 100m oyogimashita. Câu này quá dễ đúng không? Hôm trước, không phải hôm trước mà là ngay lúc nãy thôi là chúng ta cũng đã có một từ vựng liên quan và chúng ta cũng có đả động đến cái vấn đề này rồi. Kino nani nani de 100m được 100m. Đúng không? Rồi lại đi với động từ oyogimasu là động từ bơi nữa. Vậy chắc chắn mình bơi 100m ở đâu ấy mọi người nhỉ? Ichi erebeta, thang máy à? Bơi thang máy không được đúng không? Shawa là cái vòi hoa sen cũng không ok. Guitar chính là cái guitar mà chúng ta vừa nói luôn đúng không? Là chơi nhạc cụ đấy. Còn số 4, pudu là cái bể bơi. Vì vậy là câu này không ai được làm sai đâu mọi người nha. Chắc chắn phương án đúng phải là yong bảng. Hãy, hãy. Hôm qua tôi đã bơi 100m ở hồ bơi, chính xác rồi. Hãy, bơi đủ chính là bể bơi, hồ bơi đúng không? Hôm qua tôi đã bơi 100m ở bể bơi. Hãy, các bạn bơi được bao nhiêu mét rồi mọi người? Câu cuối cùng của buổi live ngày hôm nay nhá, câu 60 rồi. Watashi wa asa pan wo nani nani. 1, ikimasu. 2, tabemasu. 3, nomimasu. 4, shimasu. Động từ gì liên quan tới pan mọi người nhỉ? Pan là cái gì? À, so desu ne, pan là bánh mì. Câu này lại dễ nữa rồi. Đúng không?
Hãy xong hỉ 2, phi phạm 2, so this đấy. Liên quan tới cái bánh mì thì chắc chắn động từ đi kèm sẽ là ăn thôi đúng không? Tôi ăn bánh mì vào buổi sáng, hãy một bữa sáng gọi là điển hình của dân đi làm đúng không? Rất là nhanh gọn lẹ. Các bạn ăn gì vào buổi sáng ạ? Minasan asa nanyo tabemasu ka? Asa gohan wa? Hãy ichi kimasu là động từ đến này, nomimasu là uống, có shimasu như chúng ta cũng có nhắc tới các câu trước, ví dụ là làm này, có thể là chơi các loại môn, các bộ hình môn thể thao đúng không? Chơi gì nhỉ? Chơi đá bóng hoặc là chơi tennis như câu vừa rồi luôn ấy. Ừ, sáng nay tôi ăn bánh mì chính xác. So desu ne, meshi agarimasu nó cũng có nghĩa là ăn, tuy nhiên đây là cái cách nói thế nào nhỉ? Tôn kính ngữ mình hay dùng cho khách hàng của mình đúng không nào? Câu 61 mọi người nhá. Wan-san wa nani nani hito desu. Ichi genki na, ni takai, san atsui, yon bendi la. Hai bendi na desu ne. Câu hỏi đầu tiên của chúng ta là về tính từ. Ở đây có hai tính từ đuôi na, hai tính từ đuôi y, và để bổ nghĩa được cho hito là chỉ người đúng không? Thì theo mọi người đâu chính là đáp án chính xác nhất của câu đầu tiên này nhỉ? Có bạn nào comment đáp án chưa ạ? Hãy Phan Huy Vũ 61 bạn chọn 1 genki na. Ok desu ne. Hãy trả câu trả lời ạ. Ichiban desu. Genki na. Chắc hẳn là tất cả mọi người đều học các tính từ ở đây rồi đúng không? Nhiệm vụ của chúng ta là tìm một từ sao cho nó phù hợp nhất với ý nghĩa của câu này. Thì lý do chọn genki na hito thì bởi vì chúng ta sẽ dịch được nét nghĩa là gì mọi người nhỉ? Một người khỏe mạnh đúng không nào? Anh Wan là một người khỏe mạnh. Ok phải không nhỉ? Còn lại nhá, những đáp án khác, ví dụ như từ takai, mọi người nhìn chữ Hán có nhận ra không ạ? Nếu không phiên âm thì có đọc được không? Takai đây có hai nghĩa, nếu là đắt đúng không thì sẽ dùng cho giá cả mọi người nhá. Giá cả này. Còn nếu dùng cho con người nó cũng mang nghĩa là cao, tuy nhiên thường thì người ta hay nói là segatakai đúng không? Se là cái lưng ấy mọi người, segatakai thì là cao, dùng cho con người. Đó mọi người lưu ý để tránh sử dụng nhầm nhá. Ok chưa? Đáp án số 3 mình có từ atsui. Atsui thì cũng có hai ý nghĩa tùy vào chữ Hán khác nhau mọi người nhá. Đầu tiên nếu mà nói về thời tiết, ví dụ kyo wa atsui desu ne đúng không? Thì atsui nó sẽ mang nghĩa là nóng. Nói về thời tiết đúng không nào? Hai. Còn ý nghĩa thứ hai là dày, nói về kích cỡ, kích thước mọi người nhá. Kích cỡ nào. Đấy, ví dụ như là cái áo dày này, rồi là cái chăn hoặc là cuốn sách dày đúng không ạ? Còn cuối cùng từ bendi, ở đây chúng ta có từ tiện lợi đúng không nào? Ví dụ như một thành phố tiện lợi chẳng hạn, bendi na, bendi na, machi để cho mọi người. Đó các bạn thử xác nhận xem là mình có biết hết các từ vựng ở trong bốn đáp án hay không. Nếu mà mình quên ở đâu thì mình memo lại thêm ở đó nhá. Chính xác ạ, Wan-san là người khỏe mạnh. Ok. Takahito sai ạ. Đúng rồi mọi người nhá, bởi vì sao ạ? Các câu thường nó sẽ rất là dễ lừa mình ở một chi tiết nào đó đúng không? Ví dụ như 3 và 4 thì các bạn có thể loại một cách rất là dễ dàng. Tuy nhiên nhiều bạn sẽ bị khựng lại, tại sao 2 sai nhỉ? Tại sao không chọn 2 nhỉ? Đấy, thì nhưng mình có vừa giải thích ạ. Thì khi mà chúng ta muốn nói là người cao, nhấn mạnh về con người, về chiều cao mọi người nhá, thì chúng ta sẽ thêm từ C. C ga takai, được chưa nào? Thì nó sẽ cụ thể là người này là một người cao. Ok chưa bạn Vũ Hưng sẵn? À là một người dễ lợi dụng hả anh? Ok. Rồi. Hay, vậy thì chúng ta sẽ sang câu tiếp theo, câu số 62 nhé cả nhà. Ok, 62 này. Komakai nani nani ga arimasu ka? Một câu hỏi đúng không nào? 1. 時間 2. 用事 3. お金 4. 約束 2. Rồi, bạn Phan Huy Vũ chọn 3, tức là okane. Hay, Bảo Long chọn 3 là tiền thừa, đúng rồi. Bạn Phan Huy Vũ có dịch cả câu là bạn có tiền lẻ không ạ? Chính xác rồi mọi người nhá. Chúng ta có cả một cụm komakai okane là tiền lẻ đúng không nào? Và đây là câu hỏi arimasu ka, bạn có tiền lẻ không? Còn lại đáp án số 1 từ jikan. Đúng rồi, tiền lẻ chứ không phải tiền thừa, chính xác ạ. Hay, có bạn nào bị nhầm sang tiền thừa không? Tiền thừa thường mình dùng từ gì mọi người nhỉ? Khi mình đi mua sắm xong rồi nhân viên thanh toán trả lại cho mình đấy, thường là otsuri đúng không? Ừ, còn đây là tiền lẻ mọi người nhá, komakai okane. Rồi, tiếp theo thì chúng ta cùng nhau phân tích ba đáp án sai nha. Ví dụ, từ jikan thì mình sẽ dịch là thời gian đúng không? Ví dụ hỏi người khác là bạn có thời gian không cũng được. Thế nhưng mà chắc chắn là không thể đi cùng với komakai rồi. Tiếp theo đến số 2, từ yoji là việc bận hoặc là việc riêng đúng không nào? Hai, việc bận này. Còn số 4, yakusoku thì chúng ta sẽ có hai nghĩa. Một nghĩa là gì nhỉ? Nó có hai nghĩa, một là cuộc hẹn. Hai là lời hứa. Rất tốt ạ. Đó. Các bạn check lại kiến thức của mình nha. Ok, chúng ta chuyển sang câu tiếp nào. Câu số 63. 時間がありませんから何々で行きます. 1. タクシー 2. カメラ 3. ラジオ 4. チケット 2. Ừ, y ですね. Câu này cũng rất là dễ này. Các bạn dựa vào trợ từ đúng không? Đi bằng thì để chính là chỉ cách thức phương tiện đúng không nào? Đi bằng cái gì được mọi người nhỉ? Câu này hỏi chúng ta về katakana đúng không nào? Katakana.
Hai. Rồi Duy Hải chọn 1 này, Bảo Long cũng chọn 1 là taxi, chính xác. Taxi của chúng ta thì phát âm cũng na ná đúng không? Nên là các bạn rất là dễ nhớ sang taxi. Còn ý nghĩa của câu này, có bạn nào dịch được chưa ạ? Ừ. Vì đúng không? Cà đà là chỉ mối quan hệ nguyên nhân kết quả. Vì tôi không có thời gian, thế cho nên là tôi sẽ đi bằng taxi, đúng không nào? Đáp án số 2, camera, cái này cũng rất là dễ, chính là cái máy ảnh đúng không? Được viết bằng camera. Còn số 3, radio, chính là cái đài radio đấy mọi người. Ok không ạ? Và số 4, từ chiquetto. Chiquetto thì có nghĩa là vé. Bây giờ mình có một câu hỏi nhỏ dành cho mọi người nhé. Sự khác nhau giữa chiquetto và từ kippu. Hay. Chiquetto và kippu khác nhau như thế nào? Đó, bạn nào có phương án thì có thể comment xuống bên dưới, chúng ta cùng trao đổi về sự khác biệt này cả lớp nhé. Chúng ta sẽ thử tham khảo này. Từ chiquetto nó sẽ thuộc về vé dành khi các bạn đi xem đá bóng này, vé xem đá bóng, vé xem hòa nhạc, vé xem phim vân vân. Nói chung là sẽ nghiêng về giải trí đúng không nào? Còn từ kippu của chúng ta thì sẽ nghiêng về các phương tiện giao thông, ví dụ các bạn dùng vé đi tàu này, vé đi xe buýt, được chưa nào? Đấy chính là sự khác biệt nhá. Mọi người có thể lưu ý, có thể memo lại để chúng ta sử dụng trong các tình huống, trong các bối cảnh phù hợp hơn. Ok, 64. 64 là cuộc hội thoại giữa A và B đúng không nào? A nào. Ashita hima desu ka? Ie, nani nani desu. 1. Tanoshi. 2. Tsumetai. 3. Yasashi. 4. Isogashi. Tiếp tục là 4 tính từ đuôi y, phải không nhỉ? Hay. Các bạn có thích học tính từ không? Tính từ nghe có vẻ là số lượng cũng khá nhiều đấy. Tuy nhiên thì học rất là thú vị đúng không mọi người? À, bạn Minh Tâm chọn 4 nào. Isogashi. Hay. Các bạn khác nào? Mọi người có phương án của riêng mình chưa? Ừ, bạn Văn Đức chọn 4 là bận rộn. Bạn Vân cũng chọn 4. Isogashi. Hay. Rồi chúng ta sẽ thử dịch và loại trừ phương án dần dần nhé. Bạn A có hỏi là ngày mai bạn có rảnh không? Đúng không? Bạn B phủ định luôn. Không, ngày mai tôi gì nhỉ? Trái ngược với từ hima thì chúng ta sẽ có từ isogashi, đáp án số 4, chính xác, tôi bận rồi. Hai ý đấy nhé, nói thế thì thôi, không có mời rượu gì được nữa đúng không? Từ chối thẳng thừng luôn rồi. Thế còn 1, 2 và 3, các bạn có biết nghĩa của nó không ạ? Tanoshi là vui, nói về tính chất đúng không? Ví dụ như là kyō no jūgyō wa tanoshi desu ka? Đúng không? Buổi học ngày hôm nay của chúng ta các bạn có cảm thấy vui không nhỉ? Nếu mà vui mà hữu ích thì các bạn nhớ là theo dõi đến cuối live mọi người nha. Còn số 2, tsumetai của chúng ta là từ lạnh, đúng không? Rất là nhiều bài lần trước chúng ta có nhắc tới từ đó là từ tsumetai mizu, đúng không ạ? Là nước lạnh đấy mọi người. Còn số 3, yasashi, nó cũng có hai nghĩa tương ứng với hai chữ Hán khác nhau. Các bạn nào mà đang học N4 hoặc N3 ấy, hay là lên cao hơn nữa thì các bạn sẽ thấy là với mỗi một từ đúng không, nó sẽ có một chữ Hán biểu thị đi kèm riêng, thì chúng ta rất là dễ để mình có thể là nắm bắt và hiểu rõ về ý nghĩa của nó. Ở đây thì mình sẽ nói cả hai nghĩa của từ này nhá. Yasashi số 1 thực dùng nói về tính chất của một sự vật, sự việc, ví dụ như là cái vấn đề hoặc cái câu hỏi này dễ quá đúng không, cái bài tập này dễ quá, chúng ta sẽ dùng yasashi. Còn nghĩa số 2 dành cho con người thì mình sẽ dịch là những người họ rất là tốt tính này, thân thiện, tử tế đúng không, yasashi hito. Đó, các bạn nhớ nha, những cái từ đồng âm khác nghĩa nó rất là hay, giống như là kiểu mình học 1 nhưng mà được 2 đấy đúng không? Nhưng mình hãy nhớ cái cách sử dụng của nó để sử dụng sao cho chính xác nhất. Ok, tiếp tục câu số 65. Kyō wa tsuma no nani nani desu kara hayaku kaerimasu. 1. Byouki. 2. Uriba. 3. Denwa. 4. Tanjoubi. Hai. Văn Đức chọn 4, Dung Lê 4, Huy Vũ 4, Bin chọn 1. À, các bạn đang nghiêng về hai phương án là 1 và 4. Nga chọn 4. Liệu đáp án nào mới đúng đây nhỉ? Diễm Trinh cũng chọn 4 này. Hay ý đấy nhé, chính xác đáp án của chúng ta là 4 nha. Lý do từ tanjoubi là ngày sinh nhật đúng không nào? Các bạn thử lắp ghép lên câu xem có ổn không nhá. Vì đúng không? Lại là một ngậm mẫu câu liên quan tới vì nên này. Vì hôm nay là sinh nhật của vợ tôi cho nên tôi sẽ về sớm đúng không nào? Hay tanjoubi. Thế còn đáp án số 1 mình hiểu là tại sao mà người đang bị hiểu lầm ở chỗ này. Chắc là các bạn đang nghĩ là vì vợ tôi bị ốm, đúng không mọi người? Bởi vì bioki chính là từ bệnh này, hoặc là từ ốm, đúng không? Đấy, thì mọi người cẩn thận nhé. Chứ mà no bioki không nói như vậy, được không nào? Đáp án số 2, udiba là quầy bán. Nếu mà quầy bán gì thì các bạn chỉ cần thêm danh từ phía trước thôi. Ví dụ như là quầy bán rượu vang đi, thì chúng ta sẽ ghép là wine udiba, rất là dễ phải không nào? Còn cuối cùng từ denwa chính là điện thoại. Đi đến nè. Hay, oboitemasu ka? Mọi người có nhớ hết từ vựng này không nhỉ? Rồi, câu tiếp theo nha. Hãy. Michi ga wakaranai toki wa nani nani kikimashou. Hãy, toàn là những ngữ pháp cực kỳ là thông dụng của nửa năm đúng không ạ? Toki là gì mọi người nhỉ? Khi đúng không? Còn masho là cùng nhau làm gì đó. Mà ở đây liên quan tới việc là không biết đường đúng không? Thì các bạn chọn phương án số 1 rất là nhiều này. Đồn cảnh sát, không có kanji nên khó hơn đúng không? Đấy. Bạn nào mà đang xem live học nửa năm không ạ? Rất là nhiều bạn học viên khi mới học N5, khi mới tiếp xúc với chữ Hán ấy, mọi người sẽ kêu trời kêu đất là sao tiếng Nhật lại còn học mà chữ Hán làm cái gì đúng không? Mọi người cảm thấy rất là khó như một bầu trời sụp đổ vậy. Thế nhưng mà các bạn thấy không?
với những senpai đi trước của chúng ta, mọi người ai cũng sẽ nói là nếu mà có chữ Hán thì mình sẽ dễ hiểu câu đấy hơn đấy. Đấy, thực sự là bạn nào mà đang sợ chữ Hán thì mọi người hãy thử một lần mình thế nào nhỉ? Mình học, mình thực sự tìm hiểu nó đi, thì sau này khi mà học lên các cấp độ cao hơn ấy, thì mọi người sẽ thấy hiệu quả của việc có chữ Hán. Hay. Còn ngày hôm nay do là tính chất của N5 cho nên rất nhiều chữ Hán mà các bạn ấy còn chưa kịp học. Thế cho nên các bạn mà học cấp độ cao hơn thì mọi người thông cảm nhá. Thử sức xem là mình có biết chính xác cái phiên âm của nó như thế hay không, và mình có nhớ được cái chữ Hán của nó ở trong đầu mình hay không chẳng hạn, cũng là một thử thách nho nhỏ đúng không nào. Ok, chúng ta sẽ chữa câu này nhá. Khi mà không biết đường đúng không thì sẽ hỏi ai nhỉ? Hỏi cô bạn, chính là cảnh sát, đúng rồi ạ. Còn tô sô càng chính là gì mọi người nhỉ? Thư viện đúng không? Thư viện này. Hay. Daidokoro là nhà bếp. Rồi, và cuối cùng đáp án số 4, otearai chính là nhà vệ sinh. Hai. Thì desu ne, rất là dễ đúng không nào? Hai. Tiếp tục chúng ta chuyển sang câu tiếp theo, câu 67. Phan Huy Vũ 3, oshiete. Hai. Hai, Jun Lee san arigatou gozaimasu. Hãy cho tôi biết số điện thoại của bạn. Ừ, ii desu ne, các bạn dịch rất là tốt. Ở đây chúng ta có động từ oshieru là chỉ dạy hoặc là cho biết đúng không? Ghép lên câu này nào. Anata no denwa bango oshiete kudasai. Hãy cho tôi biết số điện thoại của bạn. Đấy, các bạn có thể lưu lại câu này, ví dụ như là mình gặp một bạn nữ nào xinh xinh, người Nhật hoặc là người nước ngoài đúng không, thì mình cũng có thể nói tiếng Nhật ở bên Nhật đấy, để xin số bạn đấy xem là có bị làm sao, bị ăn đấm gì không nhá. Số 1, hanashite, hanasu là nói chuyện thôi đúng không nào. Số 2, okiru, ở đây các bạn có từ khởi có nghĩa là thức dậy này. Còn số 4, từ tonde, mọi người có chia ra được thể thường của nó không? Tobu, tobimasu đúng không, thì sẽ mang nghĩa là bay nha. Ok, 68, minna nani nani wo sashite imasu. 1. Skirt 2. Kasa 3. Coat 4. Boushi. Hay. Rồi, bạn Vũ lúc nào cũng người nhanh nhất này, bạn chọn 2 rồi. Ừ, so desu ne, chính xác rồi. Rất là nhiều bạn đã chọn được phương án đúng là kasa. Ở đây đơn giản thôi, là cái ô phải không mọi người? Còn minna là mọi người này. Mọi người thì đang che ô, đúng không ạ? Bình thường trong sách giáo khoa chúng ta học kasa ô rất là nhiều rồi. Nhưng mà mọi người có biết động từ đi kèm với nó không? Che ô, dương ô khi trời nắng, trời mưa. Đấy, thì mình đã học chưa? Thì bây giờ là mình sẽ nốt lại để mình có thể nhớ và sử dụng, ứng dụng được luôn trong đời sống hàng ngày nhá. K6, sasu, sashimasu có nghĩa là che ô đấy mọi người nha. Còn số 1, skirt là cái chân váy. Ừ, chân váy này. Số 3, koto, các bạn cũng học nhiều rồi, chính là cái áo, thường là cái áo choàng, áo khoác ở bên ngoài đúng không? Mình sẽ viết tạm là áo khoác nhá. Còn số 4 của chúng ta có từ boshi là cái mũ. Hai. Rồi, ii desu ne. Tsugi, 69 nào. An san wa boushi wo nani nani imasu. 1. Kabutte. 2. Kitte. 3. Haite. Và 4. Kakete. Rồi, chúng ta vừa nhắc cái boushi là cái mũ xong đúng không? Thì liệu bây giờ động từ đi kèm với mũ thì mình dùng động từ gì nào cả nhà? Đội mũ đúng không? Ừ. Bạn Dung Lê chọn 1 này, kabutte. Tiếp theo bạn Huy Vũ chọn 1, Trịnh Yến 1, Bảo Long 1, so desu ne, đáp án của chúng ta là 1. Đấy, mọi người nhớ nhá, khi mà mình học thì cố gắng mình học theo cụm. Đấy, học mũ rồi thì đọc học luôn đội mũ là gì, phải không nào? Chúng ở đây mình có là bạn An đúng không? Đang đội mũ thôi, rất là dễ nhá. Còn số 2, từ kite chính là từ kimasu, có nghĩa là mặc. Thì nó sẽ thường là động từ chung nhất cho các loại trang phục quần áo, ví dụ như là mặc áo vest, mặc áo sơ mi, mặc áo polo vân vân. Nói chung là mặc bình thường. Fuku wo kiru, được chưa nào? Còn đáp án số 3, từ hai te chính là được chia của động từ hakimasu, haku. Thì thường các bạn có thể nhớ một mẹo giúp mình, đó chính là mình mặc những cái gì từ dưới lên ấy. Ví dụ mình đi tất này, mình xỏ tất, xỏ giày, mình mặc váy, mình mặc quần đúng không? Đấy, thì mình sẽ dùng động từ này là hakimasu. Còn số 4, từ kakemasu thì sẽ là đeo. Đeo ở đây ví dụ các bạn có thể dùng cho đeo kính này, megane wo kakemasu, nghe quen không ạ? Hay là chúng ta đeo gì nhỉ? Đeo khẩu trang đi, đúng không? Masku wo kakemasu, đúng không nào? Đó, thì mình nhớ là học theo cụm, học theo động từ, danh từ đi kèm với nhau như thế nào nha. Câu 70 nào. Uchi de tomodachi to game wo nani nani. 1. Asobimasu. 2. Imasu. 3. Arimasu. Và 4. Shimasu. Hay. Động từ gì đi được với game là game luôn đúng không? Hay. Chắc chắn là trong đầu chúng ta đều bật ra được từ chơi game rồi. Nhưng liệu động từ chơi phù hợp với game là gì? Các bạn có bị lừa nữa không đây? Nhớ là phải tỉnh táo nha, phải giữ cái đầu lạnh nha, mình chỉ nhắc nhẹ như thế thôi. Mỹ Lành 4, tôi chơi game cùng với bạn ở nhà, chính xác, đó là phương án của câu 70 của chúng ta. Các bạn nhớ nhá, shimasu ngoài ý nghĩa là làm này, ví dụ như làm bài tập shukudai wo shimasu, thì thường nó cũng có một nét nghĩa là chơi, chẳng hạn như là chơi game, game wo shimasu, hoặc là chơi một số bộ môn thể thao, ví dụ như là sakka wo shimasu, đúng không? Chơi bóng đá, chơi tennis, vân vân. Đó thì các bạn để ý động từ đi kèm. Còn lại, may quá không ai chọn một đúng không? Mình đang
rất là lo sợ nếu mà các bạn bị nhầm sang số 1 đấy ạ. Bởi vì động từ gốc asobimas của chúng ta cũng là chơi, nhưng nếu mà các bạn muốn nhấn mạnh là chơi game á, thì cái trợ từ u ở đây lại không phù hợp nữa, mà thay vào đó các bạn có thể dùng là game de asobimas, hoặc đơn giản là chúng ta hay nói câu là asobi ni ikimasu, đúng không mọi người? Đi ra ngoài, đi đâu đó chơi đấy. Đấy thì nó sẽ phù hợp và quen hơn, tần suất sử dụng nhiều hơn của động từ asobimas. Còn số 2 của chúng ta là động từ imasu, là từ ở, đúng không? Ở đây là thể hiện sự tồn tại của con người hoặc là con vật. Ví dụ như trong phòng học thì có giáo viên chẳng hạn. Các bạn nói được câu ví dụ như thế chưa? Kyoshitsu no naka ni, giáo viên là gì nhỉ? Sensei ga imasu, đúng không nào? Chúng ta học cái bài này arimasu và imasu rồi. Thì ngược lại từ arimasu sẽ là có hoặc là ở, thể hiện sự tồn tại và sở hữu của đồ vật, đúng không? Ví dụ trên bàn có quyển sách, mình nói thế nào nhỉ? Hai tsukue no ue ni hon ga arimasu, đúng không nào? Ừ, chính xác. Ok, tiếp theo 71 nhá. Tadaima. Hai nani nani. Không biết là hàng ngày trước khi đi làm, đi học hay đơn thuần là đi ra ngoài thôi, các bạn có hay nói câu này không ạ? Tadaima, đúng không? Xong rồi người kia sẽ trả lời, sẽ đáp lại như thế nào? Hai, đây toàn là những cái câu mà gọi là giao tiếp thông dụng cơ bản nhất, đúng không? Mà hàng ngày ai ai cũng đều dùng, và khi mà các bạn tiếp xúc với kaiwa, tiếp xúc với cuộc hội thoại ấy, thì chắc chắn là các bạn cũng sẽ được học những cái câu nói này đầu tiên luôn. Trịnh Yến 4, Nga Nga 4, Okai di nasai, chính xác. Hai, đúng rồi, chào mừng trở về nhà. Hai, ii desu ne, Dung Lê chọn 4. Ok ạ. Tadaima sẽ được nói khi mà chúng ta từ ngoài, ví dụ mình đi học hay là mình đi làm, mình trở về nhà, đúng không? Tadaima, tôi về rồi đây. Thì người ở nhà, ví dụ như bố mẹ của mình chẳng hạn, thì có thể đáp lại với mình là à, con về rồi đấy à, đúng không? Cũng là một lời chào mừng người khác trở về ngôi nhà thân yêu của mình. Đó, thì các bạn sẽ dùng là okai di nasai. Còn nhớ thì chúng ta cũng có mẹo đấy mọi người. Kai di masu chính là động từ về, đúng không? Nên các bạn sẽ nhớ là à, về rồi đấy à, được chưa? Thế còn itekimasu thì mình sẽ dùng để nói trước khi mình đi ra khỏi nhà, đúng không? Ví dụ con đi đây, đúng không? Itekimasu thì người ở nhà, đúng không, sẽ nói là gì nhỉ? Itterasai, đúng không mọi người? Itterasai, con đi nhé, rồi là đi cẩn thận đấy nhé, đúng không nào? Số 2 với số 3 nói khi nào nhỉ? Itadakimasu, thường thì chúng ta sẽ chắp tay, đúng không? Itadakimasu thì mình trước khi ăn cơm, đúng không, để thể hiện sự biết ơn của mình với món ăn này, với người đã nấu ra món ăn này. Thường thì chúng ta hay dịch nên nghĩa là mời ăn cơm ấy, đúng không? Còn số 3, irasaimase, chắc chắn là các bạn cũng nghe rất là nhiều rồi. Thường được dùng ở nhà hàng, khách sạn hoặc là những nơi mà họ phục vụ một cái mô hình dịch vụ nào đấy, đúng không? Để chào mừng cái khách hàng, chào mừng quý khách của mình. Đó, thì sẽ dùng là irasaimase. Ok, hay. Đấy, vừa được học từ vựng, vừa được học kaiwa, đúng không? Tiếp theo sang câu số 72 nha. 72. Itenki dakara doko ka e nani nani ka. Một câu hỏi tiếp nào. 1. Dekakemasen. 2. Demasen thôi. 3. Asobimasen. Và 4. Kimasen. Hai. Bạn Huy Vũ chọn 3, Duy Nguyên 1, Trịnh Yến 1. 1 và 3 à mọi người? Hai. Càng những câu về sau thì nghe có vẻ càng khó hơn, đúng không? Các bạn chọn đáp án khác nhau rồi. Bạn Dung Lê chọn 4. Ồ, 1, 3, 4. Đều may mắn được các bạn lựa chọn rồi. Đoàn Thanh Trúc chọn 3. Hai. Nhưng mà rất tiếc đáp án của chúng ta thì chỉ có một thôi, và đó chính là Ichiban. Tại sao lại chọn Dekakemasen? Bởi vì nghĩa gốc của Dekakemasen là đi ra ngoài, đúng không? Chúng ta thử đặt lên câu trên và dịch hoàn chỉnh ý nghĩa nhé. Ồ, hôm nay trời đẹp nhỉ, đúng không? Itenki dakara, rồi là doko ka e Dekakemasen ka, một lời rủ dê, đúng không nào? Chúng ta đi đâu đấy đi. Đi đâu đấy tức là mình đi chơi, mình đi lượn lờ đi, đúng không mọi người? Thì động từ dekake là mình sẽ đi ra ngoài, đi ra khỏi nhà đấy. Thế còn demas không ai chọn, đúng không? Bởi vì đơn thuần cái động từ deru ở đây của chúng ta chỉ là đi ra khỏi một cái địa điểm nào đấy thôi. Ví dụ, đi ra khỏi căn phòng, heyao deru, đơn thuần như thế thôi, đúng không? Đi ra khỏi công ty, kaishao deru, cho nên không phù hợp với tình huống rủ rê như thế này. Còn số 3 và số 4 rất là nhiều bạn nhầm này. Số 3 mình có từ asobu, chính là từ chơi, đúng không? Nếu mà là chơi đâu đấy thì nó không ok, không phù hợp mọi người nhá, phải là đi đâu đấy chơi đi. Tức là chúng ta vẫn cần lắp ghép thêm cái động từ mà lúc nãy chúng ta cũng từng nói rồi đấy ạ. Asobi ni ikimasen ka thì nó sẽ ok, thì lại phù hợp được là mình đi đâu đấy chơi đi. Đấy các bạn lưu ý nha, để tránh trường hợp khi mà mình muốn nói cái câu tương tự như thế này trong kaiwa hàng ngày của mình mà mình cũng sử dụng nhầm, đúng không? Thì mình lưu ý đấy. Còn số 4 từ kimasen, từ kimasu. Kimasu là đến, đúng không? Tức là nó phải đến một cái vị trí nào đấy mà gần so với người nói. Đấy, vì vậy số 4 là cái mà các bạn có thể loại trừ đầu tiên nhé. Rồi, 73. Rồi, cả lớp mình sẽ cùng nhau chuyển sang câu tiếp theo là câu 73. Hỏi về động từ, và cả 4 đáp án đều được chia sẵn cho mọi người sang thể T hết rồi. Mayasa, 6 ni, nani nani, shigoto ni, ikimasu. 1, oite. 2. Okite. 3. Okoshite. 4. Oshite. 2. Văn Sang Nguyễn 2. Duy Nguyên 2. Rất là tốt ạ.
và không xa đi đâu được. Đáp án của chúng ta là 2. Hãy okite ở đây là động từ thức dậy đúng không nào? Chúng ta sẽ có cách dịch như sau này. Mai à xạ, hàng sáng thì tôi thức dậy lúc 6 giờ và sau đó thì đi làm. Đúng không ạ? Hãy mẫu câu này cũng là một mẫu câu ngữ pháp rất là điển hình của N5 đúng không? Chúng ta sẽ có là V1 chia sang thể T, sau đó là V2 như thế nào đấy đằng sau đúng không? Để diễn tả là thứ tự của hành động, V1 làm rồi thì sẽ đến V2. Còn động từ số 1 từ OIT, các bạn đã nảy số ngay là động từ gốc của nó là cái gì mà chia ra được OIT chưa? Có cái chữ Y ở đây đúng không? Thì có thể là ki đúng không ạ? Thành okimasu, oku nhá. Oku chính là chữ đặt để ấy, mọi người. Ví dụ chỗ hành lý này thì để ra chỗ kia đi, đặt ở trên bàn đi, đúng không? Thì mình sẽ dùng động từ oku. Và mình cũng nhắc luôn, chắc là nhiều bạn biết rồi, nhưng mà nhiều bạn sợ là mọi người sẽ dễ bị nhầm, đó là cùng một cách đọc là okimasu. Nhưng nếu nó là đáp án số 1 của mình á, là đặt để, thì nó sẽ là động từ nhóm 1, vì vậy sẽ được chuyển thành oite. Nhưng là đáp án số 2, tức là động từ thức dậy, thì nó lại thuộc động từ nhóm 2, cho nên chúng ta phải chia là okiru, okite. Mọi người lưu ý nhé. Đáp án số 3, okoshite, đây là động từ đánh thức, ví dụ như là hàng sáng tôi đánh thức đứa em trai dậy đi học chẳng hạn, đấy, okosu. Còn số 4, từ oshite, osu là động từ ấn, nhấn, bấm, ví dụ như là bota no osu, các bạn nghe không ạ? Bota no osu có nghĩa là bấm nút, được chưa nào? Hay. Rồi, tiếp tục 74. 2 có nghĩa nữa là xảy ra, đúng rồi, chính xác ạ. Ở đây thì mình đang cố gắng giải thích theo những cái nét nghĩa gốc nhất, cơ bản nhất mà ở trình độ N5 các bạn được học nhé. Còn các bạn học cao hơn ấy, thì thường các động từ nó sẽ có nhiều nghĩa hơn, đặc biệt là nghiêng về nghĩa bóng. Ví dụ như là bạn Vũ có comment là số 2 từ okimasu nó cũng mang nghĩa là xảy ra, thường là xảy ra vấn đề, xảy ra tai nạn gì đấy, đúng không? Thì bạn nào mà đang học N5 cũng có thể tham khảo thêm, mình biết trước để sau này mình học lên mình đỡ bỡ ngỡ nhé. Hay. Rồi chuyển sang câu 74. Rồi có 3 bạn. Bạn Yến chọn 2 là giày này, bạn Huy Vũ cũng chọn 2, Văn Sang chọn 2. Lại về tính từ đúng không? Mỏng nhưng mà chắc. Bạn Mỹ Lành chọn 1 này, Sukalan chọn 1. So this name. Hai. Ở đây chúng ta có hai cái tính từ mà trái nghĩa với nhau và các bạn cũng đang bị nhầm giữa số 1 với cả số 2. Hai. Usui của mình là mỏng. Mỏng nói về cỡ đúng không? Hoặc là nhạt nói về hương vị, gia vị. Hoặc là khi mà các bạn đi photo, đi in ấy, mà cái mực trên tờ giấy rất là nhạt, mình không thể đọc nổi, thì người ta cũng có thể dùng tính từ này là usui. Còn ngược lại, atsui như lúc nãy chúng ta cũng đã từng có ở câu trước rồi, chính là dày đúng không? Dày hoặc là nóng, thì mình sẽ viết cả hai nghĩa cho mọi người có thể tổng hợp đầy đủ nhá. Còn riêng với ý nghĩa của câu trên á, kono kami wa usui desu ga, đúng không? Cái tờ giấy này thì nó mỏng thế nhưng, đúng không ạ? Nhưng nó làm sao? Nó lại rất là bền. Từ jobu như các buổi live lần trước thì mình cũng có chữa rồi. Nếu mà dùng cho con người thì mình sẽ dịch là cái người đấy rất là rắn chắc đúng không? Thể cái khỏe mạnh cường tráng đấy. Còn nếu mà dùng cho những cái sự vật khác thì các bạn có thể dịch là bền, là chắc, kiểu như là nó rất là lâu hỏng ấy mọi người. Đấy. Còn số 3 và số 4 nào, có bạn nào dịch chưa? Đấy, không để ý tới đuôi desu ga, mọi người thấy không ạ? Dễ thì có dễ nhưng mà cũng có cả dễ nhầm. Cho nên là mọi người nhớ là mình đọc thật là kỹ đề bài nha, xem là người ta có lừa mình cái gì không. Không lừa đáp án nhưng lại lừa câu hỏi đúng không nào? Đáp án số 3 của mình có từ côi. Thì côi ở đây nó cũng mang một nét nghĩa trái ngược với usui, đó là thể cái sự đậm đúng không? Hương vị ấy mọi người, đậm đà này, rồi là nồng. Đấy, còn nếu mà như chúng ta vừa có một cái ví dụ liên quan tới giấy, liên quan tới mực ở trên bản in, bản photo ấy, thì côi ở đây cũng có thể là cái nét chữ hoặc là cái mực in nó rất là đậm rồi. Còn cuối cùng suzushi là mát mẻ đúng không? Hãy nói về cảm giác và thời tiết. Kiều và suzushi desu ne, đúng không? Hôm nay trời mát nhỉ? Hãy như không phải hôm nay nhé, hôm nay trời rất là nóng, rất là oi ạ. Ok, tiếp tục 75 nha. Akachan no nakigoe ga nani nani niranenakatta. 1. Genki de. 2. Urusakute. 3. Nigiyaka de. 4. Isogashikute. Hãy. Phú Thiện 2, Phan Huy Vũ 2. Ok. Rồi mình đẩy đáp án nhá, chính xác đáp án là 2. Urusai có nghĩa là ồn ào đúng không? Thường nó sẽ mang nghĩa tiêu cực. Thì mọi người xem câu này tại sao chọn 2 này. Akachan no nakigoe ga urusakute neranenakatta. Phải không nào? Đó, naki là khóc, goe là tiếng, là giọng, thì mình sẽ hiểu là tiếng khóc của em bé thì làm sao mọi người nhỉ? Rất là ồn đúng không? Cho nên tôi không thể nào ngủ được. Đấy, cái này là thể khả năng mọi người nhá. Các bạn N5 học chưa nhỉ? Nemas là ngủ nhưng mà neranenai thì sẽ có nghĩa là không thể nào mà ngủ được. Ok không ạ? Thế còn số 1 từ Genki, lúc đấy mình cũng nói rồi, khỏe mạnh không phù hợp với ý nghĩa trong câu nhá. Khỏe này. Số 3, Nigiyaka là huyên náo, tấp nập, rồi là nhộn nhịp đúng không? Mình sẽ viết đại diện một cái cách dịch là nhộn nhịp nhá. Nó cũng thể hiện sự đông đúc, thế nhưng mà nó lại thường mang tính chất là tích cực nhiều ấy mọi người. Còn Urusai thì mang tính chất tiêu cực đúng không? Còn số 4, Isogashi chúng ta cũng chữa rồi là từ bận rộn. Đấy. Trong một buổi live một tiếng mà chúng ta cứ xào đi xào lại rất là nhiều lần những cái từ vựng hoặc là những cái ngữ pháp thì chắc chắn là các bạn vừa được ôn tập mà không thể nào mà quên được đúng không? Phải nhớ lâu vào nhá. Nhớ dai vào nhá. Hay 76.
76 cả nhà ơi. 紅茶に 砂糖何々 động từ nào? 1 行きます. 2 入れます. 3 食べます. 4 着ます. Hay. Mỹ Lành chọn 2, Dung Lê 2, bỏ đường vào trà, đúng rồi. Hay. Từ cô cha của chúng ta chính là hồng trà, đúng không? Để các bạn có thể phân biệt với ô trà là trà xanh bình thường. Thế còn sato chính là đường khi mà cho vào trong nấu ăn rồi là pha cà phê, pha trà các thứ đấy. Idemas là động từ cho vào. Hay. Vì vậy là rất là phù hợp với ý của câu luôn là cho đường vào trong trà. Còn ikimasu là đi thì chúng ta sẽ gắn liền với các phương tiện giao thông, đúng không? Ví dụ như lúc đấy mình có chữa một câu là đi bằng taxi ấy mọi người, takushi de ikimasu, phải không nào? Hay là đi chơi mình cũng nói rồi, asobi ni ikimasu, đó. Còn số 3 là động từ ăn thì không thể ăn đường, đúng không? Ăn đường rồi liên quan tới trà thì không hợp lý, mình có thể nói ăn cơm thôi, gohan o tabemasu, vân vân. Còn cuối cùng từ kimasu cũng nói rồi, đây là động từ đi, thể sự di chuyển, ví dụ như là đến, đúng không? Đến, nào, đấy, cách gì chính xác hơn phải là đến mọi người nhá, là tiến tới gần vị trí của người nói. Hay. Rồi, 77. Ừ, 77. Nihon no nani nani o nomimashita. 1. Ocha. 2. Gohan. 3. Ryori. 4. Yasai. Kim Thoa 1, Mỹ Lành 1 và Kim Hoa cũng chọn 1. Ok des. Hay, chính xác. Bởi vì chúng ta có một sự gợi ý liên quan tới động từ ở đuôi, đúng không? Đuôi câu có nomimasu là uống. Vì vậy ở đây chỉ có một danh từ, một tân ngữ đi được với động từ này thôi, chính là trà. Đúng nào? Đó là tôi đã uống trà của Nhật rồi. Các bạn thử nêu cảm nhận giữa trà Nhật thì không no ocha to Vietnam no ocha no chigai wa. Mọi người thấy cái nào ngon hơn, cái nào đắng hơn, cái nào đậm đà hơn? Hay. Còn số 2, cô hàng như chúng ta vừa nói nó sẽ thường đi với động từ tabemas, đúng không? Ăn cơm này. Số 3, ryori là một món ăn. Món ăn ở đây thì chúng ta sẽ thường là nói về việc nấu ăn chẳng hạn, ryori o suru. Mọi người học chưa? Còn số 4, từ yasai là rau thì mình cũng có thể nói là ăn rau, yasai o taberu, hay là mua rau đi, yasai o kau chẳng hạn, đúng nào? Hay, động từ rất là quan trọng nhá. Ừ, như bạn Bảo Long có nói 2 và 4 đi với động từ ăn, ừ, so desu ne. Ok, 78. Hai. Tsugi ikimashou. Sang câu 78 nào. Mizu o ichi nani nani kudasai. Ở đây mình đọc tạm là ichi bởi vì có số 1 nhá. Còn tùy vào mọi người chọn phương án nào thì chúng ta sẽ có thể là biến âm hoặc là có những cách đọc khác của số 1 ạ. Hai. Bạn Thu Hiền chọn 3, bạn Phú Thiện chọn 3 là từ pai. Hay. Câu hỏi này thì sẽ liên quan tới các đơn vị đếm, đúng không mọi người? Với mỗi một đối tượng thì chúng ta sẽ dùng một đơn vị đếm riêng. Ví dụ như số 1 G này, số 2 là Mai, số 3 là Pai và số 4 là Dai. Hay. Phương chọn 3, Sukalan 3, hay Mỹ Lành cũng chọn 3, chính xác rồi. Hay. Ở đây nhá, các bạn biết cái từ ippai rồi đúng không? Ví dụ onaka ga ippai, bụng no ấy, no bụng đúng không ạ? Thì lúc đấy mình sẽ đọc là ippai. Còn khi mà chúng ta dành cho đơn vị đếm, ví dụ ở đây là mizu, đếm đơn vị là cốc là chén ấy mọi người, thì mình sẽ phát âm khác đi một chút xíu, là từ ippai. Mọi có nghe rõ không ạ? Ippai. Đấy, nói về cái accent tức là cái trường âm, cái gọi là gì nhỉ? Cái ngữ điệu ấy mọi người. Đấy thì mình phát âm chuẩn hơn một chút xíu thì thứ nhất là cái kaiwa của mình cũng tự nhiên hơn này, cái thứ hai là đối phương, cái người nghe cũng sẽ hiểu rõ ý của mình nói hơn. Mọi người lưu ý cái chi tiết này nhá. Rồi, còn kudasai thường là để ra lệnh đúng không? Hãy cho tôi thêm một cốc nước. Đấy, hãy cho tôi một cốc nước. Thế còn ji ở đây không có chữ Hán nên mình sẽ viết cả hai cách dịch của từ này, có thể nói về giờ đúng không? Ví dụ bây giờ chúng ta muốn nói là bây giờ là 8 giờ chẳng hạn. Ima hachi ji desu, đúng không? Cái thứ hai ji cũng có thể là chữ. Đấy, phổ biến nhất chính là từ kanji mà chúng ta học ấy. Ở đây có một chữ, hai chữ chẳng hạn đúng không? Thì cũng dùng là ji này. Mai thì là tờ, tấm, được dùng để đếm các vật mỏng, đúng nào? Ví dụ như là tờ vé xe này, hay là tờ gì được mọi người nhỉ? Tờ tiền đi, đúng không? Mai. Còn số 4 từ dai. Dai thì mình sẽ đếm chung là cái thôi. Thế nhưng mà cái mọi người cần phải lưu ý ở đây là đếm những cái phương tiện giao thông, ví dụ như là hai cái xe ô tô chẳng hạn, kuruma ga ni dai arimasu chẳng hạn, đúng không? Hoặc là đếm những cái vật dụng to ở trong nhà, mình có một cái tủ lạnh, mình có hai cái tivi, vân vân. Thì trong những trường hợp như vậy thì các bạn lưu ý là sẽ dùng dai nhá. Ok chưa ạ? Hãy 79 nào. Yugata nanji ni uchi ni nani nani ka. Câu hỏi nha. 1. Okimasu. 2. Kaerimasu. 3. Nemasu. 4. Nomimasu. Hai. Yugata. Các bạn học từ này chưa? Ừ, rất nhiều bạn chọn 2. Phú Thiện này. Trực muối. Ngủ á? Sao lại ngủ nhỉ? Không phải ngủ đâu nha. Quay xe đi nha Duy Anh Sáng nha. Phải chọn phương án khác, phù hợp hơn ngoài 3. Đấy, tức là loại trừ luôn 3 rồi đúng không? Bảo Long 2. Ừ, đúng rồi. Từ yugata của chúng ta có nghĩa là buổi chiều. Hai. Bạn Dung Lê có comment rất tốt này. Hai. Ở đây đáp án chính xác là 2. Yugata là chiều tối ấy mọi người, đúng không? Và người ta muốn hỏi là mấy giờ, nanji ni, đúng không? Ghép lại cả câu nào. Bạn về nhà lúc mấy giờ chiều? Ok không ạ? Bạn về nhà lúc mấy giờ chiều?
Đấy, bạn nào mà chưa biết chữ Hán, cách đọc hoặc ý nghĩa của từ này thì memo lại nhá. Yugata để ý trường âm mọi người nha, có nghĩa là chiều tối này. Còn okimasu không thể nào thức dậy hay là ngủ. Đấy, hai động từ này là động từ trái nghĩa với nhau mà lại còn nhắc tới từ chiều tối nữa, cho nên không thể nào đúng không? Thế còn uống thì càng không hợp lý, liên quan tới uchi ở phía trước là chúng ta cũng loại trừ được luôn. Đúng không nào? Nhiều khi có thể là các bạn không hoàn toàn biết được chính xác ý nghĩa cũng như là tất cả các đáp án mà có ở bốn đáp án, thế nhưng mà mọi người vẫn có thể sử dụng phương án loại trừ với những cái từ vựng hoặc là những cái phương án khác mà mình biết. Đấy, thì khi đi thi mọi người cũng dùng cái biện pháp như vậy, cái mẹo như thế để mình có thể là khoanh được đáp án. Thà là khoanh sai đúng không? Còn hơn là bỏ sót nhá. Hãy, câu 80 cũng là câu cuối cùng trong buổi live ngày hôm nay, rồi chúng ta sẽ cùng nhau chữa mọi người nhá. Hiruko hang no ato de hon wo nani nani 1 iremasu 2 okimasu 3 yomimasu 4 sumimasu. Hãy, rồi bạn Quang có comment đáp án 3, sau khi ăn cơm trưa thì tôi đọc sách. Rồi ok. Câu cuối cùng này của chúng ta đáp án chính xác là đáp án số 3. Các bạn đều chọn phương án đúng rồi đúng không nào? Yomimasu là động từ đọc. Đấy thì các bạn sẽ nhìn thấy có một sự gợi ý là quyển sách, không mà đúng không? Tiếp theo là ngữ pháp danh từ no hoặc là ve tạ cộng với ato de. Các bạn đã học chưa? Học hết rồi phải không nhỉ? Thì ato của chúng ta là sau, vì vậy khi mà lắp ghép vào thành ngữ pháp ấy thì mình cũng sẽ dịch là sau khi làm ve, sau khi mà ăn cơm trưa thì tôi sẽ đọc sách. Đó, ok nhá. Còn đáp án số 1, iremasu chúng ta cũng vừa chữa ở câu trước rồi. Kōcha ni sato iremasu đúng không? Cho đường vào trong hồng trà này. Còn số 2, okimasu, ví dụ mayasa nanji ni okimasu ka đúng không? Hàng sáng mọi người thức dậy lúc mấy giờ? Còn số 4, từ sumimasu là từ sinh sống. Ví dụ tôi đang sống ở Osaka đi. Osaka ni sundeimasu. Để cho mọi người, thì trong quá trình mà chúng ta học, chúng ta chữa bài ấy, thì có những cái từ vựng nào mới thì các bạn thứ nhất là memo nghĩa, thứ hai là các bạn thử đặt ví dụ ở trong đầu xem là mình sẽ sắp xếp cái câu văn đấy như thế nào và sử dụng được những cái kiến thức gần gũi nhất với cuộc sống và những cái trường hợp mà mình có thể là mình sẽ bắt gặp và mình muốn nói với đồng nghiệp của mình, với cấp trên của mình chẳng hạn. Đấy thì chúng ta sẽ ứng dụng vào trong kaiwa như vậy mọi người nhé. Nhưng mọi người sẽ chuẩn bị tâm lý nhé. Ví dụ thi nửa năm ấy thì chắc chắn là hầu như kiến thức thuộc về nửa năm rồi, phải đến tầm 98% đi. Nhưng 2% nhỏ nhoi còn lại thì nó vẫn có thể là rơi vào kiến thức của N4. Tương tự với những trình độ như vậy là những cái kiến thức của cấp độ cao hơn vẫn có xuất hiện ít nhiều tầm 1-2 câu thôi. Đấy, để lấy điểm man tên ấy mọi người. Thế nhưng mà nếu mà được thì chúng ta hãy cùng nhau là thứ nhất là học trọn vẹn cái kiến thức của trình độ đấy trước đã, mình hiểu thật là kỹ, sâu sắc và vận dụng tốt cái kiến thức đấy đã. Nếu mà còn thời gian và các bạn cũng có nhu cầu là học lên trình độ tiếp theo thì mọi người cũng có thể tham khảo dần dần đúng không, và học trước một số mẫu câu đơn giản nhất chẳng hạn. Đấy, ok chưa ạ? Hay, để tiếp nối cũng như là đồng hành với các bạn trong chuỗi series live stream và để tiếp sức mọi người trong kỳ thi JLPT tháng 12 sắp tới, Zumori sẽ chính thức mở cổng thi thử JLPT online hoàn toàn miễn phí cả nhà nhé. Thì tất cả các bạn đều có thể vào app hoặc web của Zumori để có thể là nhận file cũng như là làm đề thi thử trực tiếp ở trên app, trên web luôn. Và không chỉ là tuần này mà từ nay cho tới kỳ thi chính thức đúng không, là chúng ta sẽ còn 5 tuần nữa. Thì năm cuối tuần này từ tối thứ 6 đến hết tối chủ nhật thì các bạn nhớ mình sẽ nốt lịch và có thể là tham gia đầy đủ các cấp độ từ nửa năm đến nửa một luôn mọi người nhé. Ok, trong quá trình mà chúng ta làm đề thi thử thì thứ nhất là các bạn cũng sẽ biết được khả năng rồi là trình độ hiện tại của mình đang tới đâu để mình có phương án, mình lên cái biện pháp để có thể là khắc phục cũng như là học hành trau dồi thêm đúng không? Ngoài ra thì chiến dịch thi thử của Zumori sẽ có thêm một số tính năng khá là thị xịn sò, ví dụ như là có bảng xếp hạng top 100 đúng không? Nếu mà các bạn làm điểm càng cao thì tên của mình càng được đẩy lên cao cho bảng xếp hạng này. Ngoài ra là có sơ đồ đánh giá năng lực, thì thứ nhất đó là các bạn có thể theo dõi được các phần thi của mình, chữ Hán, từ vựng, ngữ pháp vân vân, mình được bao nhiêu điểm đúng không? Thông qua cái sơ đồ như thế này thì mọi người cũng biết là phần nào mình làm tốt rồi, phần nào mình làm chưa tốt để lên kế hoạch ôn tập chi tiết và cụ thể hơn. Ngoài ra sẽ có thêm hai tính năng nữa. Thứ nhất đó là các bạn được xem lại đáp án ngay sau khi làm bài thi. Không chỉ chúng ta biết là mình làm đúng bao nhiêu câu, mình đạt bao nhiêu điểm trên 180 đúng không? Mà các bạn hoàn toàn có thể xem lại được tất cả các bài làm của mình, câu nào đúng, câu nào sai đúng không? Để các bạn có thể là xem lại. Còn cuối cùng đó là theo dõi kết quả so sánh qua từng đợt thi, thì chúng ta có tổng cộng là 5 đợt, 5 tuần mà đúng không? Vì vậy là thông qua từng đợt một các bạn cũng có thể đối chiếu xem số điểm của mình đang tăng hay đang giảm như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu số 81 của ngày hôm nay. はい、皆さん見てください。何々が始まりますから、教室には行ってください。1、授業。2、質問。3、問題。4、宿題。はい。早いですね。バランさん、チャット1。Vì tiết học bắt đầu cho nên xin hãy đi vào lớp ạ. はい。và bạn Dung Nguyễn cũng chọn 1, chính xác。Ok, vậy chúng ta sẽ đi đến đáp án của câu này luôn là 1番。Chúc mừng mọi người nha。授業có nghĩa là giờ học, tiết học, đúng không nào?
giờ học, tiết học. Rồi chúng ta thử dịch câu nhé. 授業が 始まります から, đúng không? Vì giờ học sắp bắt đầu rồi. Cho nên vete kudasai, một ngữ pháp rất là quen thuộc của N5 là khi mà mình ra lệnh, mình yêu cầu đối phương làm gì, đúng không? Đó là hãy đi vào lớp học đi. Ví dụ giáo viên nói với các em học sinh, đúng không? Sắp bắt đầu tiết học rồi đấy, vào lớp đi, được chưa nào? Còn số 2, 質問 ở đây của chúng ta chính là từ câu hỏi, phải không nào? Câu hỏi. Hay. Số 3, từ 問題 là vấn đề. Hay. Nếu mà liên quan tới sách vở thì chúng ta có thể dịch là bài tập. Còn nếu mà to hơn, ví dụ như vấn đề môi trường, vấn đề của xã hội vân vân, thì các bạn sẽ dịch là vấn đề này. Còn số 4, 宿題 là bài tập về nhà, đúng không nào? Hay. Oboite masu ka? Mọi người có nhiều ý nghĩa của tất cả các từ vựng ở đây không ạ? Chắc chắn là chúng ta đều đã được học rồi, đúng không? Mình sẽ thử check lại xem mình có bị quên rơi rất là từ nào không nha. Ok, tiếp tục sang câu số 82. Suzuki san no heya wa ano nani nani no 3 gai desu. 1 restaurant, 2 table, 3 apartment, 4 aircon. Hay. Chúng ta sẽ thử sức với câu katakana nha. Ừ, Bảo Long chọn 3 là căn hộ, đúng rồi. Hay Dung Nguyễn Sàng cũng chọn 3. Ok desu. Đáp án của chúng ta là số 3. Apartment là căn hộ phải không cả nhà? Căn hộ. Rồi, vậy cả câu này dịch thế nào nhỉ? Chủ ngữ là đứng trước của bạn, đúng không? Phòng của anh Suzuki thì nằm ở tầng 3 của căn hộ kia. Rất là ok rồi đúng không? Rất là hợp lý. Còn số 1 từ restaurant của chúng ta có nghĩa là nhà hàng. Hay. Các bạn cứ bình luận xuống bên dưới nhé để chúng ta cùng check xem có nói đúng hay không. Số 2, table là cái bàn. Hay. Và cuối cùng, aircon là điều hòa. Hay, いいですか? Ok ですね. Rồi, tiếp tục 83. Mặc dù là nhiều bạn học trình độ cao hơn N4 hoặc N3 chẳng hạn, nhưng các bạn ấy vẫn rất là chăm chỉ vào xem và theo dõi live từ đầu đến cuối luôn ạ. Bởi vì như các bạn biết ấy, thì N5, N4 là cái sơ cấp, là cái cơ bản giúp mọi người có thể là học nâng cao lên ở các trình độ cao hơn. Vì vậy là mọi người cũng đừng chủ quan, đừng có nghĩ là nó dễ mình làm đúng tất, đúng không? Mình cứ xem đi, rồi mình thử nhớ lại xem mình có biết hết, đúng không? Mình có nhớ hết được tất cả những kiến thức đó hay không? Ok, rồi quay lại với câu số 83 thì đã có các bạn bình luận là đáp án số 2 với ý nghĩa là tắt. Kishite, Bảo Long này, Dung Nguyễn và Diễm Hằng đều chọn 2. Ok. Vì phòng lạnh hãy tắt điều hòa đi là phương án dịch của bạn Diễm Hằng. Cảm ơn Hằng Sàng. Ok, rồi. Phương án của câu này phải là số 2, đúng không mọi người? Từ aircon của chúng ta là cái điều hòa, mà kesu, đúng không? Kishimasu chính là động từ tắt, tắt điều hòa đi. Vì làm sao đây nhỉ? Với đầu của chúng ta, desu kara, vì đúng không? Heya ga samui desu kara, vì căn phòng lạnh quá, cho nên aircon wo kishite kudasai, hãy tắt điều hòa đi. Ok, đây là động từ tắt nhé. Ngoài tắt điều hòa thì các bạn có thể dùng cho tắt máy tính, tivi chẳng hạn, đúng không? Teribi wo kishimasu. Rồi, số 1, akemasu là động từ mở. Ví dụ như mở cửa, các bạn nói được không nhỉ? Cái cửa của chúng ta là doa, đúng không? Doa wo akite kudasai, hãy mở cửa ra. Còn kakite thì nó có khá là nhiều ý nghĩa, phụ thuộc vào danh từ phía trước là gì. Tuy nhiên, ở trình độ ngày hôm nay khi mà chúng ta đang ôn tập về N5 thì mình sẽ ôn lại cho mọi người một số những cơ bản nhất, ví dụ như là đeo kính, đúng không? Megane o kakemasu này, hay là các bạn có động từ gì nữa nhỉ? Gọi điện thoại chẳng hạn, đúng không? Denwa o kakemasu, phải không nhỉ? Mày có nhớ không? Còn số 4 của chúng ta thì sẽ là từ trái nghĩa của đáp án số 1, từ shimete có nghĩa là đóng, đúng không nào? Hay, ví dụ đóng cửa đó. Hay, doa o shimete kudasai. Ok. 次, 84 nha. Kono restaurant wa nani nani desu kara, itsumo nigiyaka desu. 1 futoi, 2 semai, 3 yume, 4 kitanai. Hay, Diễm Hằng chọn 1, Dung Nguyễn chọn 3, Bảo Long chọn 3 là nổi tiếng. Bạn Tròn Như Trang chọn 3, Diễm Hằng 3, Lily Nguyễn 3. Arigato gozaimasu. Hay, chắc chắn rồi, phương án của chúng ta là 3. Yume có nghĩa là nổi tiếng. Rồi, các bạn thử dịch câu nhé. Nhà hàng này đúng không? Vì hãy desu kara là một ngữ pháp rất là cơ bản và thông dụng của N5, đúng không ạ? Bạn nào mà đang học N5 hoặc là các bạn học cao hơn cũng vậy ạ. Thì đây là một ngữ pháp mà nó xuất hiện xuyên suốt, đúng không? Lặp đi lặp lại rất là nhiều trong đề từ vựng hoặc là ngữ pháp, phải không nhỉ? Vì nhà hàng này nổi tiếng, cho nên lúc nào cũng thế nào nhỉ? Lúc nào cũng niyaka desu, có nghĩa là nhộn nhịp, đông đúc, tấp nập, đông khách như mọi người. Ok chưa? Còn từ futoi là một tính từ béo. Hay, béo này. Semai là... semai là gì nhỉ? Hẹp, đúng không? Hoặc là chật chội ấy mọi người, nói về diện tích không gian nha. Còn cuối cùng từ kitanai là chữ bẩn. Hay, kitanai. Hay. Ok chưa cả nhà? Tiếp tục. Hãy, minasan, mite kudasai. Jikan ga nai kara nani nani kudasai. 1. Komatte. 2. Isoede. 3.
Sukarete, yon, dekakete, hai. Ngữ pháp liên quan tới đuôi vete kudasai, phải không nào? Vì không có thời gian cho nên hãy như thế nào đây nhỉ? Năm bằng desu ka? Bảo Long chọn 2 là nhanh chân lên, là vội vàng. Trịnh Vũ cũng chọn 2, chính xác. Các bạn nhìn thấy chữ này không? Thấy quen không ạ? Mình hay gọi là kêu hoặc là trong từ kêu kêu xạ, đúng không? Xe cấp cứu. Vì vậy cứ nhìn thấy cái chữ này ở đâu mọi người sẽ liên tưởng đến sự gấp vội ở đấy. Thì trong câu này là nhanh lên, là gấp, là vội lên, đúng không nào? Vì không có thời gian cho nên hãy nhanh lên, hãy khẩn trương lên, đúng không ạ? Còn từ komatte ở đây có nghĩa là rắc rối này, khó khăn này, gay go, đúng không? Trong N5 các bạn hay học là komattana, đúng không? Thật là căng quá nhỉ khi mà mình gặp một cái chuyện gì đấy hoặc là một cái khó khăn trở ngại nào đấy, phải không nào? Còn số 3 từ tsukarete có nghĩa là mệt, đúng không? Còn cuối cùng từ dekakete là đi ra ngoài. Hãy mọi người có nhớ không ạ? So desu ne, vì không có thời gian cho nên hãy nhanh lên, chính xác. Tiếp tục câu số 86. Câu hỏi này thì sẽ liên quan đến bốn tính từ đuôi y, đúng không? Số 1 là samui, số 2 sumetai, số 3 itai và số 4 là akarui. Bây giờ các bạn hãy lựa chọn một tính từ nào đó phù hợp nhất với danh từ phía sau. Nomimono, đồ uống, đúng không nào? Nani nani nomimono ga hoshii desu. So desu ne, tôi muốn uống nước lạnh, chính xác, đáp án là 2. Sumetai là lạnh, tuy nhiên thì nó sẽ nghiêng về đồ ăn hoặc là đồ uống mọi người nhé. Đó, như các bạn đã dịch được rồi, danh từ gạo hoshi cũng là một ngữ pháp rất là điển hình của sơ cấp N5, mang ý nghĩa là mình muốn như thế nào đó. Thì đây là tôi muốn nước lạnh, tôi muốn đồ uống lạnh, được chưa nào? Mặc dù đáp án số 1 là samui cũng là lạnh đấy, nhưng mà nó lại thiên về thời tiết, đúng không nào? Hãy. Rồi, tầm cuối tháng 10 thì cả Việt Nam và ở Nhật Bản thì các bạn đều cảm thấy là trời đang lạnh lạnh dần rồi, đúng không? Chúng ta phải mặc áo dài tay đấy. Thì ví dụ, kiểu là samui desu ne, đúng không? Hôm nay trời lạnh nhỉ. Itai của chúng ta là gì cả nhà nhỉ? Là đau, ok ạ. Ví dụ như đau đầu đi, atama ga itai. Còn số 4, akarui, đây là chữ minh, đúng không? Nghe thì cái minh các bạn có nhận ra không ạ? Minh ở đây chính là sự sáng sủa, đúng không nào? Hai, akarui. Hai. Tiếp tục, chúng ta chuyển sang câu tiếp theo là 87. 87, bạn Phan Huy Vũ chọn 1, Lưu Khang chọn 3, Văn Sang 3, Bảo Long 1, Hương Quế Trần 1, Diễm Hằng 1, Akete 1 và 3, Hồng Hưng 3, Dung Nguyễn 3. Hãy, đáp án của câu này phải là 3 cả nhà ạ, từ Akete. Lúc nãy chúng ta có nhắc tới Akete rồi, các bạn có nhớ không? Nó là hành động mở nhưng không phải là mở tivi mà là mở cửa. Ví dụ mở cửa là doa o akete hay là mado akete, đúng không? Hành động mà chúng ta dùng tay mình mở cửa ra vào rồi là mở cửa sổ thì mới dùng chữ Hán cũng như là cách đọc này. Còn skete thì nó sẽ mang nghĩa là bật. Hay. Bật ở đây ví dụ như các bạn bật gì đây nhỉ? Terebi, bật tivi rồi như sử dụng mimasu xem thời sự, xem tin tức, phải không nào? Shimeru chúng ta cũng nhắc rồi, đây là chữ bế, có nghĩa là bế giảng, kết thúc một cái gì đấy. Thì nghĩa gốc nhất của nó các bạn có thể nhớ là từ đóng, đúng không? Đóng cửa. Còn từ này mới này. Hãy, kaeshite tức là kaesu. Kaesu nghĩa là gì cả nhà mình? Kaesu chính là từ trả lại, đúng không? Ví dụ như các bạn trả lại sách cho thư viện này, toshokan ni hongo kaeshite kudasai, đúng không? Hay là trả tiền chẳng hạn, okane o kaesu, nhớ chưa? Đấy, với mỗi một từ vựng thì thay vì các bạn chỉ nhớ nghĩa của nó thôi thì mọi người cũng có thể cố gắng thành lập nên một câu ví dụ ngắn gọn thôi để mình có thể nhớ cách sử dụng của nó nữa. Hãy, tsugi, 88 nào. Fuku o nani nani ofuro ni haite Hairimasu ne, hairimasu. 1. Nuide. 2. Suwatte. 3. Sutte. 4. Keshite. Ok, 4 động từ đã được chia sẵn sang thể T rồi. Bây giờ các bạn dựa vào gợi ý là fuku. Fuku là gì mọi người nhỉ? Quần áo đúng không? Thì đi với động từ gì được đây? Bảo Long chọn 1 là cởi đồ, Văn Sang Nguyễn chọn 1, Hồng Hưng 1 là cởi. Nuide. Lưu Khang cũng chọn 1, Diễm Hằng 1, ok. Nguyễn My 1, chính xác rồi cả nhà. Hãy, sekai desu. Nuide là được chia của động từ gốc là nugu, nugimasu, mang ý nghĩa là cởi, đúng không? Hãy, các bạn thử dịch lên câu trên nào. Đây, tôi cởi quần áo ra, đúng không? Và bước vào bồn tắm, tức là mình sẽ ngâm bồn với mọi người, là cởi. Còn suwatte là gì nhỉ? Ngồi, đúng không nào? Suwarimasu. Số 3, sutte là hút, ví dụ trong từ hút thuốc lá đấy ạ. Tabako, suimasu. Còn cuối cùng, keshite chúng ta cũng có nhắc rồi, đúng không? Chính là động từ tắt. Ví dụ tắt tivi, tắt điều hòa đi, đúng không? Eokon o keshite kudasai. Hai. Ii desu ka? Cởi quần áo rồi vào tắm, chính xác. Tiếp tục, 89 nào. Hai. 4 danh từ liên quan tới kata nhé. Watashi no suki na nani nani wa sakka desu. 1. Apato. 2. Subu. 3. Buru. 4. Sports. Hai. Nanban desu ka? Bảo Long cũng chọn 4 là thể thao, sports. Hay Trịnh Vũ chọn 4 thể thao, chính xác. Sports của chúng ta là từ sport.
đúng không? Viết thế này đúng không cả nhà? Thể thao đúng không nào? Mà đây có từ saka là bóng đá rồi, cho nên rất là dễ để chúng ta có thể gợi ý và lựa chọn phương án là 4 đúng không? Môn thể thao mà tôi yêu thích chính là bóng đá. Vậy môn thể thao mà người yêu thích là môn gì ạ? Có biết tên môn đấy trong tiếng Nhật không? Nhớ comment xuống bên dưới nhá. Còn số 1 của chúng ta nhắc khá là nhiều rồi và ngay cả câu đầu tiên của ngày hôm nay đúng không? Apato là căn hộ này. Căn hộ. Số 2 từ spoon có nghĩa là cái thìa. Hay spoon ví dụ như là spoon để đúng không? Mình hay ăn cái gì bằng thìa nhỉ? Ăn cháo đi. Hay spoon để okayu tabemasu đúng không? Đấy, trong lúc mọi người học thì cố gắng lấy thật nhiều ví dụ nhá để mình làm quen. Thứ nhất là phát âm, thứ hai là phản xạ để kaiwa của mình sẽ được nhanh hơn. Còn số 3 từ puru, thật ra mình thấy là tuần nào livestream buổi nào cũng gặp từ này luôn ấy, đúng không? Các bạn xem đi xem lại là không thể nào mà quên được. Puru chính là từ bể bơi. Hay. Thật ra thì đây cũng là những chữ kata mà thông dụng nhất của trình độ sơ cấp rồi. Thế cho nên là các bạn mà còn chưa biết từ nào thì nhớ là memo để học luôn từ đấy đó nha. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu 90. Haru yasumi wa nani nani deshita ka? 1. Dare 2. Do 3. Dore 4. Do shite. Bây giờ chuyển sang từ để hỏi đúng không nào? Hãy Lưu Khang chọn 4. Văn Sang chọn 2 có nghĩa là thế nào, Bảo Long chọn 2 cũng là thế nào này, kỳ nghỉ xuân đã như thế nào, hay Tròn Như Trăng chọn 2, chính xác, đáp án là 2. Do deshitaka, đã như thế nào đúng không? Còn haru yasumi của chúng ta chính là kỳ nghỉ xuân, hay kỳ nghỉ xuân của bạn đã như thế nào, ví dụ rất là vui thì mình sẽ nói là gì cả lớp nhỉ? Tanoshikatta desu, đúng không? Hay là rất là nhàm chán, tsumaranakatta desu, đúng không nào? Còn từ dare thì là ai, phải hỏi về người, đúng không? Hay, dare desu ka? Ai đấy? Số 3 từ dore là cái nào? Nó sẽ là sự lựa chọn đấy mọi người. Ví dụ, hãy minasan no kotae wa dore desu ka? Đáp án của mọi người là cái nào, đúng không? Còn số 4 từ doshite là tại sao? Trong những câu hỏi về nguyên nhân hoặc là lý do, đúng không? Hãy tại sao hôm nay mọi người lại học ít như thế, đúng không? Tại sao mọi người lại không viết đáp án xuống bên dưới, đúng không nào? Doshite desu ne. Ok, 91 nào. Hãy 91. Diễm Hằng chọn 2, Lưu Khang chọn 2 là phu được. Hồng Hưng chọn 2 là rơi, ok. Trịnh Vũ chọn 2, đúng rồi. Câu này vừa là hỏi mọi người về từ vựng mà cũng như là ôn tập về ngữ pháp luôn, đúng không? Thứ nhất, các bạn nhìn thấy từ yuki có nghĩa là tuyết, phải không nào? Thì nó luôn luôn đi cùng với động từ, chính là động từ phu được mang ý nghĩa là rơi, đúng không? Ngoài tuyết rơi thì các bạn muốn nói mưa rơi thì mình cũng có cách nói tương tự là ame ga furu, đúng không? Mình tạm dịch câu này trước nhá. Ashita wa yuki ga furu so desu yo. Tiếp theo là thể thông thường cộng với so desu thì sẽ mang tính chất là truyền đạt thông tin, đúng không? Nghe nói là ngày mai tuyết sẽ rơi đấy, đúng không ạ? Còn lại oriru, các bạn so sánh thì chữ Hán của số 1 và số 2 hoàn toàn giống nhau. Âm Hán Việt của nó là chữ dáng hoặc là chữ hàng. Tuy nhiên với cách đọc khác nhau, phiên âm khác nhau thì ý nghĩa cũng sẽ khác nhau. Trong đó oriru thì sẽ mang nghĩa là xuống. Diễn tả hành động các bạn xuống tàu, xuống xe. Ví dụ như mình muốn nói xuống xe buýt đi thì mình sẽ nói là gì cả lớp nhỉ? Basu wo oriru. Basu wo oriru, mọi người nghe được không nào? Số 3 từ ochiru thì sẽ mang nghĩa là rơi, đúng không? Rơi, ví dụ như là lá rơi này, hay là cái ví bị rơi đi. Cái ví là gì nhỉ? Saifu, đúng không? Saifu ga ochimashita. Hoặc ngoài ra nó còn một cái nghĩa nữa, đó là từ rơi rớt trong kỳ thi, tức là mang nghĩa bóng ấy mọi người. Chiken ni ochimashita, tôi đã rớt kỳ thi rồi. Đó, còn số 4 từ tomaru là từ dừng đỗ liên quan tới xe cộ, đúng không? Hãy dừng đỗ xe nhé mọi người nhé. Hãy tomaru, tomarimasu. Ý ですね. Ok, tiếp theo câu 92. 92 bạn Bảo Long chọn 3 là ấm, atatakai. Hồng Hưng cũng chọn 3 này. Đặng Châu chọn 3. Hay. Chính xác đáp án là 3, atatakai với ý nghĩa là ấm, đúng không nào? Ấm. Ok, rồi chúng ta sẽ đọc lại và dịch cả câu nhé. Kono heya wa danbo ga haitte ite atatakai desu. Căn phòng này đúng không? Vì làm sao mọi người? Đan bộ chính là cái máy sưởi á. Đấy, vì đang bật máy sưởi cho nên rất là ấm áp, đúng không nào? Atatakai. Samui chúng ta nói rồi là lạnh liên quan tới thời tiết, đúng không? Lạnh này. Số 2, tsumetai cũng có nhắc rồi. Lạnh này thì lại mang đến cái cảm giác về đồ ăn, đồ uống. Mọi người nhớ phân biệt nha. Còn cuối cùng từ suzushi là mát mẻ. Ok. Rồi, tiếp tục. Câu số 93. Koko kara iki made dono gurai 時間が何々か1かけます2かかります3あります4過ぎます Lưu Khang chọn 2 Văn Sang chọn 2 Hai. Trịnh Vũ chọn 2 Ok đấy, chính xác rồi. Cả karimasu, ở đây chúng ta có thể dựa vào gợi ý là từ jikan, đúng không? Liên quan tới thời gian hoặc là tiền bạc thì các bạn có thể chọn là kakarimasu. Ngoài ra có thêm trợ từ ga nữa thì chúng ta cần phải chọn tự động từ
Hay. Các bạn có biết phân biệt giữa tự động từ và tha động từ không nhỉ? Thứ nhất là mình có thể dựa vào trợ từ nhé. Đó, thì nếu mà là ga, mình sẽ chọn là kakarimasu. Còn tương tự, nếu trong vị trí này là u, thì các bạn có thể chọn phương án số 1 là kakemasu. Đều mang nghĩa là mình mất hoặc là tốn bao nhiêu thời gian hoặc tiền bạc để làm gì. Thì trong câu này, đây là một câu hỏi. Từ đây đúng không? Đến nhà ga thì mất bao nhiêu thời gian? Hãy, nan donogurai jikan ga kakarimasu. Còn số 3 từ arimasu là có thôi, đúng không? Thể hiện sự tồn tại hoặc là sở hữu. Ví dụ tôi có xe hơi, kuruma ga arimasu, đúng nào? Còn số 4 từ sugimasu của chúng ta là quá. Ừ, quá. So desu ne. Hai. 94. Nani nani ga nai kara arayenai yo. 1. Senzai. 2. Sentaku. 3. Cleaning. 4. Souji. Hai, bạn Trịnh Vũ chọn 1. Bạn Luyến Lùn chọn 1. Ok ạ. Dung Nguyễn cũng chọn 1. Bảo Long có phương án dịch như sau: vì không có bột giặt nên không thể giặt được. Hãy, Bảo Ngọc chọn 1. Ok, hãy. Đáp án trong câu này chính là 1. Senzai, đúng không? Senzai là một chất tẩy rửa nói chung, trong đó thì có thể là nước rửa chén, rửa bát này, hay là bột giặt xà phòng, vân vân. Trong câu này thì chúng ta cứ tạm dịch là bột giặt cho các bạn dễ hiểu nhá. Vì không có bột giặt cho nên arayenai ở đây là thể khả năng, đúng không? Không thể giặt được, đúng không ạ? Arayenai. Còn từ sentaku của chúng ta là giặt rũ. Đấy, giặt rũ. Thì mình không thể nào nói là vì không có giặt rũ được, đúng không? Xem ta cứ gắn này, không hợp lý. Vì vậy không chọn số 2 nhé. Còn số 3 từ cleaning là từ cleaning trong tiếng Anh. Nó sẽ mang nghĩa là làm sạch này, hoặc là để gọi tên các cửa hàng giặt là, giặt đồ ngoài tiệm ấy mọi người. Có bạn nào ở bên Nhật đã thử đi giặt đồ ở bên ngoài chưa? Các cửa tiệm đúng không? Mọi người có nhìn thấy chữ này không ạ? Cleaning. Còn số 4 từ soji là dọn dẹp. Hai, wakarimashita ka? Ừ, ok desu ne. Tiếp tục. Câu 95 cả nhà nhé. À, この車, gasoline ga hotondo naninani inai yo. 1. Gatte. 2. Haete. 3. Irete. 4. Nakunatte. Hai. Chia sang thể T nào mọi người. Ok, Văn Phong chọn 4 rồi. Ok, Hồng Hưng chọn 4, Bảo Long chọn 4 là hết xăng. Câu này thật ra bảo khó không khó nhưng mà lại dễ lừa ấy mọi người. Bởi vì nhiều bạn sẽ rất hiểu lầm trong câu này. Ừ, mọi người thử suy nghĩ xem có bạn nào muốn quay xe không ạ? Vũ Hải cũng chọn 4. Hãy, misete kudasai. Ni bang desu ne, haite mọi người nhá. Tại sao lại là số 2 này? Bình thường từ haeru của chúng ta mang ý nghĩa là vào. Ví dụ như lúc đấy mình có từ là ofuro ni haeru, đúng không? Hay là các bạn vào căn phòng thôi, heya ni haeru. Tuy nhiên thì haeru nó còn mang một nghĩa nữa. Đó là trong một cái gì đấy, cụ thể ở đây là trong cái bình xăng của mình, đúng không? Hoặc là trong cái ngăn kéo, trong cái tủ mình đang chứa cái đồ gì đấy. Thì các bạn cũng sử dụng động từ này là haeru. Vì vậy câu này sẽ được dịch là à, cái xe hơi này đúng không? Hầu như là không còn xăng đâu. Thì mọi người sẽ hiểu cái ngữ cảnh, cái bối cảnh ở đây là trong cái bình xăng của cái xe hơi này này thì nó hầu như là không còn xăng nữa. Đúng không ạ? Mọi người hiểu chưa? Wakarimashita ka? Vì vậy chúng ta sẽ chọn phương án số 2 là haite. Còn nakunatte là cái từ mất hoặc là hết thì mang ý nghĩa là hết sạch luôn đấy mọi người. Được chưa? Là mình sẽ dùng hết rồi hoặc cái gì bị mất, đúng không? Số 1 và số 3 không ai chọn, đúng rồi. Bởi vì katte thì nó sẽ mang nghĩa là mua không được này. Còn irete là hành động mình cho vào, bỏ vào cũng không ok, đúng không? Đó, mọi người nhớ nhá. Câu này là rất là nhiều bạn chọn nhầm sang phương án số 4 đấy. Hãy chú ý cho các bạn. Có một bạn đang nhận ra đó là cái đuôi này là từ inai, đúng không? Nếu mà các bạn bỏ hết xăng thì nó sẽ không thể đi với số 4 là nakunatte inai được, là không hết mất rồi, đúng không? Nên cái từ nai ở đây cũng là một cái chi tiết giúp các bạn có thể quay xe không chọn 4 nữa mà mình chọn 2. Được chưa cả nhà? Đấy, các bạn để ý nha. Rồi, tiếp tục sang câu 46 của chúng ta. Ừ, bạn Hồng Hưng rất nhanh, bạn chọn 1 được rồi này. Oboemasu. Mainichi kanji wo itsutsu nani nani. 1. Oboemasu. 2. Kikoemasu. 3. Wakarimasu. 4. Tsutomemasu. Hai. Bảo Long là 1, nhớ. Ok. Luyến Nùn chọn 1. Ừ. Lưu Khang chọn 1. Rồi. Vũ Hải cũng chọn 1 này, ok. Dung Nguyễn chọn 1 và chắc chắn thì không thể sai được rồi. Đáp án của chúng ta là 1. Oboemasu là nhớ, đúng không nào? Vậy câu này mình sẽ hiểu là mỗi ngày, đúng không ạ? Tôi sẽ nhớ 5 chữ Hán. Mọi người mỗi ngày đặt ra mục tiêu là nhớ bao nhiêu chữ Hán ạ? Hoặc là ôn tập bao nhiêu đề, đúng không? Hai, oboemasu. Số 2 từ kikoemasu là nghe thấy. Nghe thấy. Số 3 là gì đây nhỉ? Wakarimasu là hiểu. Và cuối cùng số 4, tsutomemasu là gì ạ? Là làm việc, đúng không? Hai. いいですか? Ok, rồi mọi người đều làm đúng rồi, đúng không nào? Vậy chúng ta chuyển sang câu tiếp, câu 97. 97 bạn Luyến chọn 4 là yukkuri. Hai.
Câu này là một câu rất dễ và chắc chắn là nhiều bạn cũng sử dụng câu này trong hội thoại giao tiếp hàng ngày của mình rồi, đúng không? Bạn Văn Phong cũng chọn 4 này. Vũ Hải 4, Dung Lê 2, Sukoshi. 4 đúng không? Lưu Khang cũng chọn 4, chính xác. Yukuri là thong thả, từ từ, chậm rãi đấy mọi người. Thong thả, từ từ, chậm rãi, đúng không nào? Rồi câu này, Nihongo ga amari wakarimasen kara, vì tôi không hiểu tiếng Nhật lắm, đúng không? Tôi không biết nhiều tiếng Nhật lắm, cho nên yukuri hanashite kudasai, hãy nói chậm giúp tôi có được không? Đúng không ạ? Nói chậm thôi, yukuri hanasu. Còn có một số bạn đang nhầm sang phương án số 2, sukoshi là một chút, một ít. Đó, các bạn sẽ không thể là nói một chút, nói một ít trong trường hợp này, đúng không nào? Itsumo là luôn luôn, lúc nào cũng, hay. Còn số 3, từ tokidoki là thỉnh thoảng. Hay, いいですか? Mọi người có nhớ không? Rồi, tiếp tục 98. Wakarimasen kara sensei ni nani nani shimasu. 1. Kaimono. 2. Gakusei. 3. Shigoto. 4. Shitsumon. Bạn Liên Luân chọn 4, Bảo Long 4 mang ý nghĩa là hỏi, Hồng Hưng 4, Sakura Nguyễn 4. Hay. Hay, Thúy Hoàng cũng chọn 4, so desu ne. Đáp án là 4, shitsumon. Lúc nãy với chức năng là danh từ thì mình đã dịch là câu hỏi rồi. Còn trong trường hợp này nó đi kèm với đuôi là shimasu, vì vậy đây là một động từ thì các bạn sẽ dịch là hỏi thôi, đúng nào? Động từ hỏi. Hỏi ai thì sẽ đi với trợ từ là nhị mọi người nhá. Vì tôi không hiểu hoặc tôi không biết cho nên tôi sẽ hỏi giáo viên, được chưa? Sensei ni shitsumon shimasu. Đáp án 1, từ kaimono chính là từ mua sắm. Mua sắm. Hai. Số 2 nào, gakusei là học sinh. Rồi, còn số 3, từ shigoto là công việc. Hai. Ii desu ne. Rồi, chính xác, mua hàng này, học sinh và công việc, nghề nghiệp. Hai. Ok. 99 nào. Rồi, 99. Watashi wa Chugoku kara. Một câu này dễ quá đúng không? Nhất định là mọi người phải làm đúng hết đấy nhá. Số 1 là imashita. Số 2, kimashita. Số 3, tsutomemashita. Số 4, tabemashita. Hai. Văn Sang chọn 2 này. Hayai desu ne. Bạn Luyến cũng chọn 2. Ok. Jenny Thạch 2, Vũ Hải 2, so desu ne. Hai. Mọi người thường nói câu này trong bài giới thiệu bản thân của mình đúng không? Tôi đến từ Trung Quốc thì mình sẽ nói là chugoku kara kimashita. Thì sao? Chugoku kara kimashita. Còn số 1, imashita là động từ ở đúng không? Hoặc là có, thể hiện sự sinh sống ở đâu đấy, hoặc là mọi người muốn nhấn mạnh về cái sự tồn tại, đúng không nào? Từ số 3, tsutomemashita, chúng ta có nhắc đến câu trước rồi, nó sẽ mang nghĩa là làm việc này. Còn số 4, tabemashita là ăn, đúng không? Không phù hợp trong câu này. So desu ne, tôi đến từ Trung Quốc là phương án dịch của câu này. Ok, câu cuối cùng mọi người nhá, chúng ta đã về đích rồi. Câu 100. Hai. Nihongo wa nani nani wakarimasu. 1. Amari. 2. Sukoshi. 3. Yukkuri. 4. Tottemo. Hai. Hay, sai của Disney. Câu này là câu cuối cùng rồi. Có bạn nào có thắc mắc hoặc câu hỏi gì liên quan đến N5 này hoặc là các trình độ khác thì các bạn có thể là memo xuống comment đúng không? Các bạn nhớ bình luận xuống bên dưới nhé. Anh Nam Nguyễn chọn 2, bạn Luyến chọn 2, Bảo Long 2 là một chút. Tôi hiểu một chút tiếng Nhật, Sukoshi. Bạn Hàng Nguyễn cũng chọn 2, chính xác ạ. Sukoshi như chúng ta có chữ ở câu trước rồi thì nó sẽ mang nghĩa là một chút, một ít đúng không? Vậy dịch cả câu này là gì nhỉ? Tôi hiểu một chút tiếng Nhật thôi đúng không? Sukoshi wakarimasu. Còn lại amari thì nó hay đi với thể phủ định nhiều hơn đúng không? Amari nai, không lắm, ví dụ không ngon lắm thì mình sẽ nói là gì? Hay amari oishiku nai, đúng không nào? Số 3, yukuri cũng có nhắc tới rồi, chính là từ thong thả, từ từ, chậm rãi. Ví dụ như là yukuri yasunde kudasai, đúng không? Bạn hãy nghỉ ngơi từ từ nhé. Hoặc là trong câu vừa rồi mình có nói là yukuri hanashite kudasai, đúng không? Mình muốn nhờ, mình muốn truyền đạt với người khác là hãy nói chậm một chút giúp tôi có được không? Rồi, còn cuối cùng từ totemo thì là từ dễ nhất luôn đấy, đúng không? Chính là từ rất, đúng không? Ví dụ rất là đẹp, totemo kire desu, rất là giỏi, đúng không? Totemo jōzu desu, đúng không nào? Hay. Rồi, vậy là chúng ta đã đi hết 100 câu trong tháng 10 này như mục tiêu mình đã đề ra, đúng không? Các bạn thấy trình độ N5 có dễ không nào? Có bạn nào được mang tiền không? Hãy, chào kiêu và của đề đấy, ovarimasu. Minasan, otsukaresama deshita. Bye bye!